Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ánh Sensei. Ở video hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về Hán tự cũng như là phương pháp học Hán tự. Thì bắt đầu từ video này chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn, đó là cụ thể các bước học là gì, đúng nhỉ? Trong đó là cái video này sẽ là video học về các bộ thủ Hán tự nhá. Chúng ta sẽ học tổng cộng 214 bộ thủ là cái phần cấu kiện nên chữ Hán. Trong đó các video sẽ có khoảng 30 chữ, 30 bộ thủ. Thì tổng cộng khoảng 7 video là chúng ta sẽ kết thúc cái phần học này. Các bạn hãy cố gắng theo dõi thật kỹ để chúng ta không bỏ lỡ các kiến thức bổ ích về Hán tự, sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái quá trình học Hán tự sau này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào bộ thủ thứ nhất. Trước hết thì cái cấu trúc của một cái trang bài giảng sẽ gồm có thứ nhất là số thứ tự này. Tiếp theo là tên bộ thủ. Đây là nghĩa của bộ thủ nhá. Đây là hình ảnh minh họa của bộ thủ. Đây là số nét. Ví dụ có một sẽ là một nét. Và nó bắt đầu viết từ đâu thì sẽ là đặt số ở gần đó, đúng nhỉ? Ví dụ như là chữ nhất là viết từ đâu? Viết từ trái sang phải đúng không? Đấy. Tiếp theo có một số kanji điển hình ở các trình độ, thì những kanji điển hình này là những kanji mang tính chất đưa ra để các bạn tham khảo thêm và sẽ được lấy ở trong bảng Hán tự thường dụng. Đấy. Tức là một chữ Hán ấy có thể cấu tạo từ rất nhiều bộ thủ, nhưng mà ở đây sẽ lấy cái bộ thủ là cái bộ chính của chữ đó. Và những cái chữ nào mà có cái phần có cái chữ kanji này thì các bạn hiểu rằng đây là những bộ thủ đồng thời là chữ Hán luôn nhá. Có khá là nhiều cái bộ như thế. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhá. Đầu tiên này, đó là bộ nhất. Bộ nhất nghĩa là một. Gồm một nét viết từ trái sang phải. Một số kanji điển hình của chúng ta gồm có chữ tam của N5 nghĩa là 3 này. Bất của N4, bất nghĩa là không, ví dụ như là gì đây nhỉ? Bất lợi, phư đi. Dự của N3. Đấy. Dự này có nghĩa là tạo ra hoặc là cho can dự vân vân. Khâu của N2 nghĩa là đồi này. Bính của N1, bính này là ví dụ như là bính tuất, bính tý đấy. Đấy, một can nhé các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta sang bộ thứ hai. Bộ thứ hai của chúng ta là bộ cổn. Bộ cổn là một nét sổ viết từ trên xuống dưới. Kanji điển hình đó là chữ trung của N5 có nghĩa là ở giữa, ví dụ như là Trung Quốc, Chugoku, và chữ xuyến của N1 nghĩa là xuyên qua hoặc là cái que, ví dụ các bạn có từ cư si là cái que ấy. Tiếp theo, chúng ta có bộ thứ ba là bộ chủ. Bộ chủ là nét chấm. Sẽ là một nét chúng ta viết từ gì đấy? Chúng ta viết từ trái sang phải, đúng nhỉ? Một số kanji điển hình gồm có chữ chủ của N4 này. Chủ này ví dụ trong từ chủ yếu hoặc là từ chủ nhân. Hoàn của N3 có nghĩa là tròn. Maru. Đảm của N2 có nghĩa là bát cơm. Ví dụ như là dom. Các bạn có từ gyudom là cơm bò ấy. Chữ đan của N1. Đan này có nghĩa là linh đan. Nha các bạn nhé. Thì thông thường các cái bộ thủ mà có một nét sẽ là những cái chữ Hán một nét. Ví dụ chữ nhất hoặc là chữ ất. Hoặc là những cái nét viết. Tiếp theo bộ thứ tư của chúng ta đó là bộ phiệt. Bộ phiệt sẽ là nét phẩy từ phải sang trái. Đây các bạn thấy này, từ phải sang trái phẩy này một cái. Đây là bộ phiệt nhá. Chúng ta có kanji điển hình gồm có chữ cửu của N5 nghĩa là 9 này, thừa của N4 là lên xe, nô đự. Cửu của N3, cửu này trong từ vĩnh cửu nhá, EQ, và phạp này là của N1 có nghĩa là nghèo. Ví dụ như là Toboshi hoặc là Bimbo đấy. Phần Hán tự này thì chỉ nhắc sơ qua thôi chứ không có thời gian để đi vào chi tiết phân tích bộ hay là tất cả các từ vựng, các cách đọc của nó đâu. Những cái đó thì ở các video Hán tự đã trình bày. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể tham khảo các video ở trên YouTube Ánh Sensei, hoặc là có thể đăng ký khóa học online của Ánh Sensei để có thể tham khảo toàn bộ các video về Hán tự. Tiếp theo, chúng ta có bộ thứ năm. Đồng thời đây cũng là một kanji, đây cũng là một chữ Hán luôn.
Đấy là chữ Ất. Đây là bộ mang nghĩa là cong. Rõ ràng chúng ta nhìn hình là chúng ta thấy chính xác là nó mang nghĩa như thế, đúng không? Hoặc là can thứ hai, ví dụ các bạn có các năm, ví dụ năm Ất Dậu chẳng hạn, thì cái từ Ất này chính là một can nhé. Đấy. Chúng ta có can di điển hình gồm có chữ nhũ của N3 này. Ở đây hơi lỗi một chút cái phần phân loại. Nhũ của N3 có nghĩa là sữa. Ví dụ nhũ mẫu đấy. Chữ loạn của N2 có nghĩa là rối bời hoặc là loạn. Ví dụ từ hỗn loạn, côn đan. Chữ khất của N1. Khất này trong từ hành khất, ăn xin. Tiếp theo, chúng ta có bộ quyết. Bộ quyết là một nét sổ có móc. Nếu như bộ cổn là một nét sổ thẳng thì bộ quyết sẽ là một nét sổ có móc như thế này. Và một số can di điển hình của chữ của bộ quyết đó là chữ sự của N4, ví dụ trong từ shigoto công việc, đúng không? Hay là từ jigyo sự nghiệp này. Chữ dự của N3, ví dụ trong từ yote là dự định. Liễu của N2, ví dụ trong từ ryokai, đúng không nhỉ? Chữ liễu và chữ giải có nghĩa là hiểu. Tiếp theo chúng ta có bộ nhị. Bộ nhị đồng thời là một chữ Hán, đồng thời là một kanji luôn nhá. Có nghĩa là hai. Hai nét. Đây. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ ngũ của N5 có nghĩa là năm này. Hỗ trong từ hỗ trợ này. Tỉnh có nghĩa là cái giếng. Đấy. Và á là kanji N1. Á này trong từ Asia đấy, châu Á. Cách viết Hán tự của nó sẽ là chữ này. Tiếp theo chúng ta có bộ đầu. Bộ đầu mang nghĩa là nắp. Gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ đầu gồm có chữ kinh của N4. Kinh này trong từ kinh đô, đúng nhỉ? Đấy, kinh đô trong tiếng Nhật là nó là Kyoto. Và ví dụ hay là Đông Kinh, đúng không? Tokyo nhá. Chữ giao, kotsu, giao thông này. Chữ hưởng của N1 trong từ hưởng thụ. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 9 là một bộ cực kỳ quan trọng. Bộ nhân, đồng thời là một Hán tự luôn. Thì cái dạng ở bên tay trái này là chữ nhân, đúng nhỉ? Còn ở bên tay phải này đây là bộ nhân đứng nhá. Người ta gọi đây là bộ nhân đứng. Thì thông thường hai dạng này chúng ta sẽ gặp cái dạng nhân đứng này nhiều hơn. Số lượng Hán tự bộ nhân rất lớn. Các bạn có thể theo dõi một số kanji điển hình. Ví dụ chữ hưu của N5 có nghĩa là nghỉ này. Đấy. Yasumu. Chữ đại của N4 là đại diện, thay thế, đúng không? Chữ nhiệm của N3 là trách nhiệm, sekinin. Chữ xí của N2 là trong từ xí nghiệp, kigyo chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý là cái từ xí nghiệp này ấy, thì nó gì nhỉ? Nó có thể giống nghĩa như từ kaisha, có nghĩa là công ty. Từ phạt của N1. Phạt này trong từ thảo phạt, chinh phạt nhá, không phải là phạt trong từ phạt tiền đâu. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 10. Bộ thứ 10 đó là bộ nhân đi. Các bạn lưu ý, nó giống như hình một gì nhỉ? Một đôi chân đang chạy này. Nét thứ nhất và nét thứ hai, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là cái nét thứ nhất nó rất là giống nét gì đấy? Nó rất là giống nét Việt. Và thứ hai là giống gì nhỉ? Giống Ất, đúng không? Đấy. Thì một số kanji điển hình của bộ nhân đi gồm có chữ tiên có nghĩa là trước của N5 này, Sakini. Quang của N4, quang này trong từ quang cảnh. Đấy. Chữ nhi của N3, nhi này trong từ nhi đồng, trẻ con. Chữ sung của N2 trong từ bổ sung. Chữ miễn của N1 trong từ miễn trừ. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 11, đó là bộ nhập. Các bạn lưu ý là bộ nhập trông khá là giống bộ nhân, đúng nhỉ? Nhưng mà nó sẽ ngược lại so với cái gì nhỉ? So với lại cái bộ nhân nhá. Hay nếu như bộ nhân nó sẽ là cái nét đầu tiên là viết dài hơn, nét thứ hai sẽ viết lưng lưng, thì bộ nhập nó sẽ ngược lại. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và mang nghĩa là vào. Chữ này thì bộ này thì không có nhiều Hán tự lắm. Chúng ta có chữ nhập là chữ của N5 có nghĩa là vào này. Ví dụ từ Nưu Quốc Cự, nhập quốc, vào nước. Chữ toàn của N3 thì các bạn lưu ý rất là nhiều người nghĩ rằng cái bộ trên, cái phần phía trên của chữ toàn là bộ nhân, nhưng mà không phải nhá, đấy là bộ nhập. Đấy. Ngoài ra thì còn có chữ nội, ừ chi nữa, có cũng mang cái bộ nhập như thế này.
Bộ thứ 12 của chúng ta là bộ bát. Bộ bát đồng thời là một kanji, có nghĩa là 8. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ lục. Đây. Nó 6 này của N5 này, cộng trong từ công cộng. Đây của N4 này. Công trong từ công viên của N3 này. Cụ trong từ cụ thể, gư tay của N2 và điển trong từ điển hình, tenke hoặc là từ điển, đúng nhỉ? Jiten của N1. Tiếp theo, chúng ta có bộ quynh. Sẽ có một số bộ mang tên khá là lạ thì các bạn nghe, các bạn tham khảo thêm. Các bạn nhớ được thì tốt, còn không thì các bạn ưu tiên nhớ cái mặt chữ nhá, cái mặt bộ đó viết như thế nào. Bộ quynh này nó mang nghĩa là miền sao hoặc là giới hạn. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ quynh chúng ta có chữ viên của N5. Viên, cái này tượng trưng cho gì đấy nhỉ? Tượng trưng cho vòng tròn hoặc là đồng yên đấy. Chữ sách của N3 này và chữ tái của N2 là một số kanji mà chứa bộ quynh. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 14, đó là bộ mịch. Bộ mịch này mang nghĩa là bao trùm. Nét đầu tiên, nét thứ hai. Một số Hán tự điển hình của bộ quynh, à xin lỗi, bộ mịch gồm có thứ nhất đó là chữ tả của N4 này. Tả này trong từ xạ sinh, tả chân là bức ảnh đấy, hay là trong từ miêu tả nhá. Chữ nhũng, jodang là nói đùa này. Và chữ quán, quán này ở trong tiếng Việt mình là có trong từ quán quân đấy, là người giành cái vương miện, người giành được giải nhất, là Hán tự N1. Bộ tiếp theo của chúng ta là bộ băng. Bộ băng này có nghĩa là băng hoặc là đá, đúng nhỉ? Đấy, băng đá lạnh ấy. Nó gồm có nét thứ nhất đây, nét thứ hai ở đây. Các bạn lưu ý là cái bộ này nó khá dễ nhầm với lại bộ thủy. Bộ thủy thì nó sẽ có ba cái nét, đúng nhỉ? Nét thứ nhất, nét thứ hai nó sẽ thêm vào đây và nét thứ ba. Thì bộ băng này chỉ có hai nét thôi, các bạn lưu ý nhá. Những cái bộ mà liên quan đến băng này thông thường nó sẽ liên quan đến những cái tính chất của gì nhỉ? Của băng tuyết. Đấy, liên quan đến cái lạnh. Ví dụ các bạn có thể thấy chữ lãnh của N3 này, đây gồm có bộ băng ở phía trước, đúng nhỉ? Lãnh này có nghĩa là lạnh, tsumetai. Chữ đông, đông này trong tiếng Việt mình có trong từ đông lạnh ấy, đúng không? Trong tiếng Nhật thì người ta có ví dụ từ đông kết chẳng hạn, toketsu, hoặc là từ lãnh đông có thể ghép lại với nhau. Và chữ ngưng, đúng nhỉ? Chữ ngưng có bộ băng và chữ nghi trong từ nghi ngờ. Thì cái chữ ngưng này là của kanji N1, ngưng này trong từ ngưng tụ nhá. Đấy, thì khi gặp lạnh nó sẽ ngưng tụ. Các Hán tự của cái bộ này thì nó sẽ liên quan đến cái lạnh. Tất nhiên không phải là luôn luôn là như vậy, nhưng mà nó sẽ là đặc trưng của bộ. Tiếp theo chúng ta có bộ 16, đấy là bộ kỷ. Bộ kỷ này nghĩa là bàn ghế, gồm hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Kanji điển hình chúng ta có chữ phàm là một Hán tự N1, đúng nhỉ? Đấy, chữ phàm thì ngoài cái bộ kỷ này nó còn có một cái gì nhỉ, một cái bộ chủ ở bên trong. Đấy, phàm là trong từ phi phàm, hi bom, hoặc là từ bình phàm, bình thường, he bom. Bộ thứ 17 đó là bộ khảm. Bộ khảm có nghĩa là lõm hoặc là há miệng, gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ khảm gồm có chữ xuất của N5. Rất là nhiều bạn nhìn cái chữ xuất này và nghĩ rằng đây là bộ sơn, hai chữ sơn ghép với nhau, nhưng mà không phải các bạn nhá. Đấy, đây là gì đây nhỉ? Đây là bộ khảm, được chưa? Nó sẽ gồm bộ hai bộ khảm và một nét cổn ghép vào, chứ không phải là hai chữ núi chồng lên nhau đâu. Tiếp theo chúng ta có chữ hung. Chữ hung của N1, đúng nhỉ? Cũng gồm có bộ khảm này. Bộ thứ 18 của chúng ta là bộ đao, một bộ rất quan trọng. Bộ đao đồng thời là một kanji, một Hán tự luôn. Dạng Hán tự của nó là ở bên tay trái của chúng ta, nét thứ nhất và nét thứ hai. Dạng ở bên tay phải là dạng ở trong bộ thủ, thì thường là cái dạng thứ hai này nhiều hơn này. Đây, nét thứ nhất, nét thứ hai. Và các Hán tự liên quan đến cái chữ đao này thì thường liên quan đến những cái hoạt động
cần dùng đến dao. À, ví dụ các bạn theo dõi nhé, chữ đao của N5 này, katana này, chữ thiết, kiri của N4 nghĩa là cắt này, chữ thích của N3 là đâm, đúng nhỉ? Đâm chọc, hay là trong từ kích thích đấy, shigeki cũng là dùng cái chữ thích này. Chữ khắc của N2 kizamu, đúng nhỉ? Thái hay là khắc, điêu khắc cũng dùng chữ này. Phẫu, phẫu thuật của N1 thì các bạn thấy là tất cả đều có đặc điểm chung là liên quan đến con dao, đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 19 là bộ lực, đồng thời là một chữ Hán. Thì bộ này cũng là một bộ quan trọng nhá. Bộ này liên quan đến sức lực và thông thường các Hán tự đi kèm với nó ấy, thì có cái nghĩa liên quan đến cái phạm trù sức khỏe, sức mạnh, sức lực. Ví dụ chúng ta có chữ lực của N5, chữ động của N4, động này trong từ hoạt động, katsudo này. Chữ lao của N3 có nghĩa là lao động, rodo. Chữ cần của N2, cần này trong từ kim, đúng nhỉ? Có nghĩa là làm việc, chuyên cần đấy. Chữ khám của N1, khám này trong từ khám xét hoặc là cái linh cảm, vân vân. Tiếp theo chúng ta có bộ số 20. Bộ số 20 là bộ bao gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Bộ bao này có nghĩa là bao bọc. Một số Hán tự, ví dụ chúng ta có chữ bao của N3, bao ví dụ bao vây chẳng hạn, hôi. Chữ mùi của N2, nhiôi này. Và chữ câu của N1 có nghĩa là giam giữ. Tiếp theo, bộ số 21 là bộ chủy. Bộ chủy có nghĩa là cái thìa gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ chủy này chúng ta có chữ bắc, kita phía bắc, đúng nhỉ, của N5, và chữ hóa, kagaku hóa học của N4. Chữ hóa này sẽ gồm có bộ nhân đứng ghép với lại bộ chủy. Ở cái bộ chủy này đồng thời là một Hán tự luôn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ số 22 là bộ phương. Bộ phương này có nghĩa là vật đựng. Nó gồm có hai nét, nét thứ nhất này và nét thứ hai. Đây đồng thời là một kanji luôn, nhưng mà kanji này rất là ít dùng. Kanji này sẽ được xếp vào những cái cấp mà cao nhất của cái Hán tự. Đấy. Trong trong phần kanji ấy, người ta có kỳ thi chuyên biệt, đó là kỳ thi năng lực Hán tự, gọi tắt là kỳ thi Kanken. Kanken thì nếu như Hán tự N1 xếp vào phần Kanken đấy thì chỉ tầm khoảng Nikkyu thôi. Đấy. Thì những cái chữ Hán như thế này, như cái bộ phương này này, thì nó được xếp vào phần IQ nhá. Rất là hiếm khi gặp dạng Hán tự đứng một mình như thế này. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ cự của N3. Cự này trong từ Kyojin, đúng nhỉ? Bạn nào mà đọc bộ Attack on Titan ấy, thì sẽ có cái từ cự nhân. Kyojin có nghĩa là người khổng lồ, hay là từ Kyodai là người Kyodai có nghĩa là to lớn. Chữ tượng của N1 này có nghĩa là người thầy, người thợ giỏi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 23 là bộ hễ, có nghĩa là che đậy. Nét thứ nhất đây và nét thứ hai đây. Và bây giờ ấy, bởi vì cái bộ hễ này và bộ phương gần như là không có chênh lệch nhau nhiều, có một số phông chữ là viết gần như giống hệt nhau, cho nên hiện tại là người ta coi như hai cái bộ này là một nhé các bạn nhé. Có nhiều giáo trình, có nhiều sách ấy, người ta xếp những cái chữ cự tượng hay là khu hay là thất nặc này đều là gì nhỉ, đều là cùng một bộ như nhau đấy. Có rất là nhiều giáo trình người ta đã quy hai cái bộ này về một. Thì chúng ta có thể, chúng ta ở đây mình tách ra để cho mọi người biết cụ thể cái bộ nó tên chính xác là gì thôi, còn lại khi học thì các bạn có thể coi nó là một cũng được. Một số kanji điển hình gồm có chữ khu của N4 này, ví dụ từ khu vực đấy. Chữ thất của N3, chữ thất này dùng để đếm con vật, đúng nhỉ? Đếm mấy con vật nhỏ nhỏ thì dùng những chữ này. Chữ nặc của N1, nặc này có nghĩa là nặc danh. Tiếp theo, bộ số 24 của chúng ta là bộ thập. Bộ thập này có nghĩa là 10. Đây là một Hán tự luôn, cái này thì chắc các bạn rất là rõ rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ thập gồm có chữ thiên của N5 có nghĩa là nghìn này. Chữ tốt của N4 trong từ tốt nghiệp, studio. Chữ bác của N3, đúng nhỉ? Bác này trong từ bác học, đúng nhỉ? Chữ hiệp của N2, hiệp này trong từ hiệp lực, hay là từ hiệp sĩ.
À xin lỗi, không phải hiệp sĩ, hiệp sĩ chữ khác bạn nhé. Chữ hiệp này như từ hiệp lực hoặc là từ thỏa hiệp. Chữ trác là hán tự N1 có nghĩa là cái bàn ăn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 25. Bộ 25 là bộ bốc, mang nghĩa là bói toán, gồm có nét thứ nhất và nét thứ hai. Đây đồng thời là một kanji, một chữ Hán luôn. Chúng ta có chữ Hán điển hình đó là chữ chiêm hoặc là chiếm của N3. Cái chữ này nó sẽ có hai cái cách đọc ở Hán Việt là chiêm và chiếm. Ví dụ chiêm từ chiêm tinh, đúng nhỉ? Bói sao đấy. Hoặc là chiếm trong từ chiếm cứ, chiếm hữu, chiếm lĩnh, vân vân. Tiếp theo chúng ta có bộ 26 là bộ tiết, có nghĩa là đốt tre. Đây đồng thời, à không, đây không phải là Hán tự nha các bạn nhé. Suýt nữa thì mình bị nhầm. Gồm có nét thứ nhất này, nét thứ hai này. Cái chữ này, cái bộ này có hai cách viết. Cách viết ở bên tay phải đây, và cách viết ở bên tay trái. Một số kanji điển hình các bạn có thể tham khảo. Ví dụ chữ ấn của N4. Ấn này trong từ gì đấy? Trong từ ấn tượng, đúng nhỉ? Insho hoặc là shirushi. Các bạn thấy thì ở dạng chữ ấn này thì nó viết giống ở bên tay trái. Chữ nguy của N3, abunai hoặc là từ kike nguy hiểm này thì lại viết ở dạng bên tay phải, đúng nhỉ? Chữ quyển của N2, ma cử, đấy, ma cử maki, cuốn cuộn nhá. Chữ khước của N1, khước này trong từ khước từ, từ chối. Tiếp theo chúng ta có bộ số 27 là bộ Hán. Bộ Hán có nghĩa là sườn núi gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số Hán tự điển hình của bộ Hán gồm có chữ Nguyên của N3, chữ Hậu, Nguyên này trong từ nguyên nhân, gain in, đúng nhỉ? Đấy, hoặc là Thảo Nguyên cũng dùng cái chữ Nguyên này. Chữ Hậu này, Hậu này có nghĩa là dày, đúng nhỉ? Atsi, hoặc là trong từ nồng hậu. Và chữ ách của N1, ách này tiếng Việt mình có từ tai ách đấy. Bộ số 28 đó là bộ khư hoặc là tư, mang nghĩa là tôi, gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Kanji điển hình của bộ này gồm có chữ khứ của N4 và chữ tham của N3. Bộ số 29 là bộ hữu, có nghĩa là lại một lần nữa. Đấy, đây đồng thời là một kanji luôn, một hán tự luôn nhé. Đây, một này, hai này. Cái chữ này nó sẽ đọc là mà tợ. Cái từ mà tợ, đúng nhỉ? Lại nữa của chúng ta ấy. Thì nếu mà viết hán tự nó chính là chữ này. Nhưng mà thực ra là người ta rất hiếm khi viết hán tự. Một số hán tự của bộ hữu gồm có chữ hữu của N5, bạn bè này, tomodachi. Chữ phản của N4, hantai. Chữ thu của N3, siêu thu nhập. Chữ song của N2, đúng nhỉ? Ví dụ song phương, soho hoặc là từ futago là song tử, sinh đôi đấy. Hay chữ thúc của N1. Thúc này có nghĩa là chú. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 30 là bộ khẩu. Bộ khẩu đồng thời là một kanji, một hán tự luôn nhé. Có nghĩa là miệng. Thì đây là một bộ quan trọng. Những cái chữ Hán liên quan đến bộ khẩu thông thường nó liên quan đến các hoạt động của miệng. Đấy. Đây là một bộ có 3 nét, nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ hữu của N5, chữ vị của N4, aji, đúng nhỉ? Hoặc là vị giác, mikaku. Chữ hô của N3 có nghĩa là gọi, yobu. Chữ thổ của N2, thổ là nôn, haku. Sướng của N1 trong từ đề sướng. Đấy, thì các bạn thấy là tất cả trừ cái chữ hữu là chúng ta chưa biết nó liên hệ gì với lại miệng, đúng không? Còn lại vị, hô, thổ hay sướng đều liên quan đến gì nhỉ? Liên quan đến hoạt động của miệng. Là bộ thủ số 31. Bộ này là bộ vi, có nghĩa là bao bọc. Có 3 nét này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Thì nếu các bạn nhớ bộ số 31 này, bộ vi này trông rất giống bộ khẩu hôm trước chúng ta học, đúng không? Đây. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ấy, thì bộ khẩu nó giống như một cái hình thang, đúng nhỉ? Có cái đáy trên to hơn đáy dưới, đúng không? Thì bộ 31, bộ vi này nó là một hình vuông.
vuông thành sắc cạnh luôn đúng nhỉ, nó không tạo ra dạng giống như là hình thang. Các bạn cùng xem một số kanji điển hình này, ví dụ chữ tứ của N5, tứ có nghĩa là 4 đấy. Chữ hồi của N4, ví dụ trong từ mawaru xoay vặn này, hay hồi này trong từ các bạn nào mà xem bộ anime Jujutsu Kaisen ấy thì có cái chữ hồi này nhá. Chữ khốn này, N3 này trong từ komaru hoặc là konnan, khó khăn. Chữ vi của N2, vi này trong từ phạm vi hani hoặc là kakomu là bao vây. Chữ tù của N1, đây các bạn thấy là đúng hình là một gì nhỉ? Một người đang bị vây bốn xung quanh đúng không? Thì nếu như chữ khốn, chữ vi và chữ tù nó có đúng dạng vuông như hình bộ vi này thì tứ và hồi lại hơi khác một chút. Đấy, tứ và hồi các bạn thấy ở cái dạng ngoài này nó lại giống giống như bộ khẩu đúng không? Nhưng mà nó là bộ vi các bạn nhé, các bạn lưu ý những cái chữ mà có cái phần ngoài là dạng vuông và có thành phần ở trong như thế này ấy, thì thông thường nó sẽ là bộ vi chứ không phải là bộ khẩu. Tiếp theo chúng ta có bộ số 32 là bộ thổ. Bộ thổ liên có nghĩa là đất và thông thường những bộ thủ này liên quan đến đất. Đây là một bộ thủ quan trọng và đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Chúng ta có này, nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số kanji điển hình của chữ thổ gồm có chữ thổ của N5, thổ là đất này, tô chi, địa N4, đây là chữ địa nhá, địa trong từ địa lý, chi đi chẳng hạn, hoặc là từ chi hô địa phương, phản N3, phản là con dốc xa cờ, chữ thành, siro là N2, hoặc là chúng ta có vạn lý trường thành đấy, là gì nhỉ, chojo đúng không, bani no chojo, bồi của N1, bồi này là trong từ bồi dưỡng, bồi đắp. Tất cả đều có liên quan đến đất đai đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ số 33 là bộ sĩ. Bộ sĩ có nghĩa là học trò. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Bộ sĩ này khá là giống bộ thổ. Tuy nhiên các bạn lưu ý ấy, nếu như bộ thổ đó là gì? Cái nét đầu tiên đúng nhỉ? Đấy, cái nét ở trên ấy, cái nét ngang ở trên nó ngắn hơn nét ngang ở dưới thì bộ sĩ lại ngược lại, nét ngang ở trên sẽ dài hơn nét ngang ở dưới nhá. Đây là một Hán tự luôn. Một số kanji điển hình của bộ sĩ chúng ta có chữ mại của N5, đây cái phần ở trên, phần trên của nó đây là bộ sĩ này. Chữ thanh, mại này trong từ thương mại đúng không nhỉ, hoặc là trong động từ ư dụ là bán. Chữ thanh koe là giọng, âm thanh ôn xe. N4, chữ tráng của N1, tráng này trong từ tráng kiện đấy, hay là tráng sĩ. Tiếp theo chúng ta có bộ số 34 là bộ truy. Bộ truy có nghĩa là đến sau. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Bộ này thì không có nhiều kanji điển hình lắm đấy. Đồng thời đây cũng là có một bộ trông rất giống cái bộ truy này các bạn nha. Đó là bộ suy. Đây, bộ suy là bước đi này, bộ truy là đến sau. Thì mặc dù trong 214 bộ thủ tách ra làm hai bộ, nhưng mà hiện tại ấy, là người nhiều người người ta cho rằng hai bộ này được gộp vào một các chữ Hán. Bởi vì là cái dạng viết của bộ suy này thì bây giờ rất là ít dùng. Tùy vào từng cái phông nền soạn thảo có thể có dạng như thế này, nhưng mà thông thường nó sẽ ra cái dạng giống như là bộ truy. Đấy. Thì chúng ta có kanji điển hình của bộ truy là chữ đông, fuyu của mùa đông. Đúng nhỉ? Kanji N5. Bộ suy nhá. Bộ suy thì cách viết thì cũng giống như là bộ truy. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Tuy nhiên là cái phần số, cái nét thứ ba này nó sẽ nhô lên một chút như thế này. Đấy. Và kanji điển hình chúng ta thấy có đây là chữ hạ, natsu mùa hè của mục N5, và chữ biến đúng nhỉ, kawaru thay đổi, hoặc là chữ từ hên cờ biến hóa thay đổi của N3. Các bạn thấy là nếu mà ở dạng phông nền như thế này thì nó chính là bộ truy đúng không, nhưng mà nếu xếp chính xác thì nó là bộ suy đấy. Đấy, chính vì như vậy cho nên bây giờ người ta coi như là hai cái bộ này là một luôn. Tiếp theo chúng ta có bộ 36 là bộ tịch.
Bộ tịch có nghĩa là buổi tối. Đồng thời đây là một hán tự nhá, một kanji luôn. Các bạn đã biết chữ này đọc là yu đúng không nhỉ? Trong từ yugata là buổi chiều tối đúng không? Kanji điển hình của chúng ta đó là chữ đa. Ôi này, gồm có hai bộ tịch ghép lại với nhau của N5, chữ dạ yoru của N4 và chữ mộng yume của N3 là ước mơ, giấc mơ. Thì chúng ta thấy là tịch là buổi tối thì những cái hán tự nó cũng gần gần liên quan đúng không? Chữ đa thì chưa tìm thấy sự liên quan tới buổi tối. Nhưng mà chữ dạ là đêm hoặc là mộng là giấc mơ thì có liên quan rồi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 37. Bộ 37 là bộ đại, là to lớn. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé, một kanji. Nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình của chữ đại. Thứ nhất đó là chữ đại của N5 là to lớn này. Ví dụ như là Oki đúng không? Hay là gì nhỉ? Hay là trong từ Daigaku, đại học chẳng hạn. Chữ Thái của N4 là có thêm một cái nét chủ nữa. Thái này trong từ Thái Bình Dương đúng không nhỉ? Taiheo. Chữ kỳ của N3 nhé. Chữ kỳ này trong từ kỳ tích, kiseki, hoặc là kỳ quái, kỳ lạ, kỳ cây. Chữ khế của N2, khế đây trong từ khế ước. Tiếng Việt mình cũng có từ khế ước đúng không? Có nghĩa là giao kèo, hợp đồng đấy. Thì trong tiếng Nhật nó là từ keyaku, ghép chữ khế và chữ ước lại với nhau. Và đây là chữ phấn của N1. Chữ phấn này trong từ hưng phấn, kofun, hoặc là từ phương ki, phấn khởi. Đây cũng là một bộ có khá là nhiều chữ Hán. Các bạn có khá nhiều chữ Hán được tạo thành từ bộ này. Các bạn hãy ghi nhớ cẩn thận. Tiếp theo chúng ta có bộ 38, đó là bộ nữ. Bộ nữ là một bộ chữ Hán quan trọng, có khá nhiều chữ Hán cấu thành nên nó. À xin lỗi, nó cấu thành nên khá nhiều chữ Hán. Các chữ Hán bộ nữ ấy thông thường nó sẽ mang cái nét nghĩa của cái bộ này, đó là liên quan đến con gái. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số kanji điển hình chúng ta có thể theo dõi, đầu tiên là chữ hảo của N5, suki này là thích này, hoặc là trong từ koi đúng nhỉ, chữ hảo ý có nghĩa là thiện cảm đấy. Chữ muội của N4, muội là em gái đúng không, imoto. Chữ nương, musume, là con gái này. Chữ tư N2, sugata là dáng điệu đúng không nhỉ, hoặc là trong từ shise là tư thế hoặc là thái độ. Đây là chữ giá N1, yome, có nghĩa là cô dâu hoặc là đi lấy chồng. Thì các bạn thấy là gần như những cái chữ này nó đều liên quan đến con gái đúng không? Chữ tiếp theo, bộ tiếp theo đó là bộ tử. Bộ tử này có nghĩa là con. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn các bạn nhé. Thì ở đây có hai dạng. Dạng này là dạng chữ đứng đơn lập, và bên này ấy, là dạng mà khi ở bên tay, thường là ở bên tay trái của các chữ khác thì nó sẽ hơi hơi biến đổi một chút. Cái nét số 3 đúng nhỉ? Nó sẽ không ngang hoàn toàn mà nó sẽ có dạng như thế này. Thì nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba, bên này cũng tương tự các bạn nhé. Một số chữ Hán điển hình của bộ tử, những chữ Hán bộ tử thì thường nó sẽ liên quan đến con trẻ đúng nhỉ? Ví dụ như là chữ học trong từ Daigaku hoặc là từ Gakuse chẳng hạn của N5 này, chữ tự của N4 đây, ví dụ Hán tự đây, kanji này là chữ nhá, chữ tồn của N3, tồn trong từ tồn tại, son dai, chữ tôn của N2. Chữ tôn này có nghĩa là cháu đúng nhỉ? Ở trong tiếng Việt mình có từ tử tôn đấy, có nghĩa là con cháu đấy. Thì tiếng Nhật nó có từ shizon, hay là từ mago là âm kunyomi của chữ tôn, có nghĩa là cháu. Chữ cô của N1, cô là cô đô cự đấy, có nghĩa là cô độc, hoặc là trong từ gì nhỉ, trong từ cô đít sự, cô lập chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 40 là bộ miên. Bộ miên có nghĩa là mái nhà. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số chữ Hán điển hình của bộ miên chúng ta thấy nhá, nó sẽ thường liên quan đến nhà đúng không? Đầu tiên là chữ an. Chữ an của N5 có nghĩa là
an toàn, an gen hoặc là rẻ, đúng nhỉ? Yasui gồm có ở trên là bộ miên và dưới là bộ nữ, thì nó có nghĩa là khi một người phụ nữ ở dưới một mái nhà ấy, thì cảm giác rất là an toàn, rất là yên tâm, đúng không? Chữ thất của N4 này, chữ thất này có nghĩa là phòng đấy, shitsu, ví dụ trong từ kyoshitsu chẳng hạn là phòng học. Chữ tẩm của N3 neru là ngủ. Chữ liêu của N2 dio là ký túc xá. Hay là chữ cung N1 cung điện kyuden. Các bạn thấy là đều liên quan đến nhà đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sang bộ 41. Bộ 41 là bộ thốn, tên khá là lạ đúng không nhỉ? Thì chúng ta quan tâm đến nghĩa của nó là có nghĩa là tấc nhá, một đơn vị đo ngày trước. Đây là một chữ Hán luôn. Một số Hán tự điển hình thì cái chữ này nó sẽ những cái chữ Hán đi kèm ấy, cái nét nghĩa của nó sẽ không không giống như chúng ta hình dung lắm. Đấy. Ví dụ các bạn thấy đây là chữ tự là N5 Tera này, là chùa hoặc là trong từ gì nhỉ? Di các cự đấy, có nghĩa là chùa. Chữ đối là N4 trong từ hantai phản đối chẳng hạn. Chữ chuyên của N3 semon, từ này các bạn nào mà đi du học thì rất là quen rồi đúng không? Chữ đạo của N2 michibiku hoặc là trong từ do new hoặc là từ shido chỉ đạo. Chữ thọ của N1 đấy, jumyo tuổi thọ bình quân, heikin jumyo tuổi thọ bình quân nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ số 42 là bộ tiểu. Bộ tiểu có nghĩa là nhỏ, đồng thời là một chữ Hán luôn. Có hai dạng này. Dạng thứ nhất đó là dạng chữ tiểu như thế này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Dạng thứ hai là nó hơi ngược một chút các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái phần nét thứ hai và nét thứ ba nó giống như là nó viết ngược lại. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số chữ Hán điển hình chúng ta có chữ thiểu, skunai hoặc là skoshi hoặc là từ số sư đúng không, thiểu số đấy. Chữ đương của N3, đương này trong từ tan tô đản đương, và chữ thượng của N1, thượng này trong từ cao thượng hoặc là hòa thượng nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 43 là bộ uông, có nghĩa là kiễng chân. Bộ này thì cũng không phải là một bộ quan trọng lắm bởi vì cái số Hán tự mà được hình thành từ bộ này không nhiều. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này và nét thứ ba. Chúng ta có chữ Hán điển hình nhất của bộ này đó là chữ tự của N2. Chữ tự ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi chữ kinh đúng không? Chữ kinh. Đấy, và bên này là gì đấy? Bên này là bộ uông và nét chủ đúng nhỉ? Chữ tự này trong từ sư cự có nghĩa là làm việc, tìm được việc hoặc là từ siêu sô cự. Tiếp theo chúng ta có bộ số 44. Bộ 44 là bộ thi. Bộ thi. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Thì bộ này nó có nghĩa là xác chết. Đấy, những cái chữ nào mà có nghĩa liên quan đến xác chết thì sẽ thường có ở cái bộ này. Nhưng mà một số kanji điển hình ở đây ấy, thì lại không có nhiều chữ quen thuộc, cho nên là những cái chữ này các bạn học thêm để biết thêm thôi nhá. Còn sau này các bạn học lên cao thì các bạn sẽ gặp một số cái bộ mà gì nhỉ, một số cái chữ mà nó liên quan theo cái nghĩa là xác chết như thế. Ví dụ chúng ta có chữ ốc N4 này có nghĩa là phòng đúng không, ví dụ heya, chữ bộ và chữ ốc kết đọc đặc biệt này, và trong từ okuyo là gì nhỉ, là tầng thượng. Chữ gì đấy, chữ cư của N3 đúng không, cư này trong từ kyoju là cư trú. Chữ triển của N2 trong từ phát triển, hạt tên hoặc là từ tên ra là triển lãm. Chữ niệu của N1, niệu này trong từ tiết niệu nhá, có nghĩa là nước tiểu. Đây. Tiếp theo chúng ta có bộ số 45 là bộ triệt. Bộ triệt có nghĩa là cây mới mọc. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Đây là một chữ Hán luôn và kanji điển hình của nó chúng ta có chữ đồn. Đồn trong từ đồn trú của N1 ấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 46 là bộ sơn. Đây là một bộ cũng tương đối quan trọng, đồng thời là một chữ Hán và nó có nghĩa là núi. Những cái chữ Hán mà thuộc bộ sơn ấy nó thường liên quan đến núi. Ví dụ các bạn có
chữ ngạn của N3 này. Đây, chữ ngạn của N3. Ngạn này trong từ tả ngạn, hữu ngạn, đúng nhỉ? Có nghĩa là bờ, kishi hoặc là gam. Chữ băng của N2. Băng này trong từ băng hoại. Đấy, có nghĩa là sụp đổ này, hoặc là trong từ kuzureru, âm kuyomi của nó có nghĩa là lở, vỡ. Chữ đèo N1 toge, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 47 là bộ xuyên. Bộ xuyên có nghĩa là sông. Ví dụ nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba. Cách viết, một cách viết nữa của bộ xuyên đó là như thế này. Nó hơi gập một chút nhá. Một này, hai này và ba. Đấy. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ xuyên N5 kawa, hoặc là âm onyomi sẽ là sen. Ví dụ trong từ cá sen, đúng không? Cá sen là sông ngòi nói chung. Chữ châu của N2. Đây các bạn thấy là chữ châu này có thêm gì nhỉ? Có thêm những cái nét phẩy như này. Đây là chữ tuần của N1 nhá. Tuần này trong từ tuần tra này, yun dạ, hoặc là trong từ meguru, đi vòng quanh, dạo vòng quanh. Nó chính là cái ngữ chữ Hán tạo nên ngữ pháp nanani o megutte, có nghĩa là xoay quanh của N2 đấy. Tiếp theo chúng ta sang bộ số 48, đó là bộ công. Bộ công này có nghĩa là thợ. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Đây là một chữ Hán luôn. Một số Hán tự điển hình của bộ công chúng ta có chữ tả hidari, đúng nhỉ? Của N5 có nghĩa là bên trái này. Chữ sa của N3 có nghĩa là chênh lệch, đúng không? Sa, âm cương của nó là sa sự. Chữ xảo của N1, takumi, khéo léo, hoặc là âm onyomi là cô nhé. Ví dụ từ cô miều, xảo diệu, tinh xảo, tinh vi. Bộ 49 là bộ kỷ. Bộ kỷ này có nghĩa là mình hoặc là can thứ sáu. Can thứ sáu đây xếp theo thứ tự các can, đúng nhỉ? Kỷ, ví dụ các bạn từng nghe thấy kỷ mão hay là kỷ sửu, vân vân, đúng không? Đấy, thì chính là cái chữ kỷ này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này và nét thứ ba. Đấy, đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhé. Kanji điển hình chúng ta có chữ cải của N3, Aratameru, hoặc là cai các cự, cải cách. Chữ kỵ của N1, kỵ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là kiêng khem, đúng không? Đấy, hoặc là tối kỵ đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 50. Bộ số 50 đó là bộ cân. Bộ cân mang nghĩa là khăn mũ. Đây đồng thời là một chữ Hán. Và các chữ Hán thuộc bộ cân này thường liên quan đến khăn, đúng nhỉ? Liên quan đến vải. Đấy, ví dụ các bạn theo dõi chữ thị. Chữ thị của N4 này. Đây, thị này trong từ thành thị, đô thị. Ví dụ như là Hà Nội Si, đúng nhỉ? Hà Nội Si là thành phố Hà Nội. Hay là từ Tô Si là đô thị. Chữ bố của N3. Bố này có nghĩa là vải, đúng không? Nuno. Không phải bố này là trong từ bố tôi đâu nhá. Đấy, bố như vậy gọi là nó là âm âm thuần Việt rồi, không phải là âm Hán Việt nữa. Bố này là vải. Chữ mạo của N2, mạo này có nghĩa là mũ. Ví dụ các bạn có từ boshi. Boshi là ghép chữ mạo này với chữ tử để tạo ra. Chữ phàm của N1, đúng nhỉ? Chữ phàm này có nghĩa là buồm, cánh buồm. Đấy. Chứ không phải là phàm mang nghĩa là tầm thường. Phàm mang nghĩa tầm thường thì các bạn sẽ xóa cái bộ cân ở bên trái đi. Đây, chỉ còn cái bộ kỷ với lại nét chủ này thì là chữ phàm trong tầm thường. Tiếp theo, chúng ta có bộ 51 là bộ can. Bộ can thì có nghĩa là khô. Đây đồng thời là một chữ Hán. Và chữ can này sẽ là kanji N3, đúng nhỉ? Kanji điển hình của nó chúng ta có chữ niên N5 này, toshi, hoặc là nen, đúng không? Ví dụ như là shinen, năm mới. Chữ bình N4, đúng nhỉ? N4 hoặc là N3. Thực ra là cái xếp theo N này nó chỉ mang tính tương đối thôi. Bởi vì là người ta không công bố cái danh sách chữ Hán nào thuộc trình độ nào. Thì ở đây mình có lấy tham khảo ở một số giáo trình Hán tự, cũng như là tham khảo ở bảng quy chuẩn chữ Hán của các cấp thi năng lực chữ Hán nhé.
Đấy, đấy là một kỳ thi dành riêng cho phần Hán tự. Cấp cao nhất sẽ là EQ và cấp thấp nhất là GQ. Thì thường ấy là các cấp GQ và QQ ấy nó sẽ là N5. Còn lại thì nó sẽ thay đổi. Cấp NQ là N1, còn EQ thì là Hán tự trên N1, rất là khó. Các bạn nào mà nếu mà muốn thi kỳ thi này thì có thể tham khảo nghiên cứu thêm một số chữ Hán. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 52, đó là bộ yêu. Bộ yêu này có nghĩa là nhỏ. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba thì đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Kanji điển hình chúng ta có chữ này là chữ ấu của N3, osanai có nghĩa là nhỏ bé, ngây thơ này, hay trong từ yoji đúng nhỉ? Ấu nhi có nghĩa là trẻ con, trẻ nhỏ. Chữ huyễn của N1, maboroshi, đấy có nghĩa là ảo ảnh nhá, hoặc là trong từ genso, huyễn tưởng. Tiếp theo chúng ta có bộ số 53, đó là bộ nghiễm. Bộ nghiễm có nghĩa là mái nhà. Bộ này là một bộ tương đối quan trọng và tạo ra nhiều chữ Hán liên quan đến hình ảnh của mái nhà. Ví dụ chúng ta có chữ quảng N5 Hiroi, hoặc là từ Hiroba đúng nhỉ, quảng trường, hoặc là cô có cự quảng cáo này, chữ độ N4 này, tabi, hoặc là độ đúng không, nhiệt độ ấy, bao nhiêu độ thì dùng cái chữ độ này nhá, hoặc là lần chẳng hạn. Chữ phủ này, phủ trong từ chính phủ, sefu N3. Chữ khố, kura là cái kho, hoặc là từ quen thuộc nhất với chúng ta chắc là từ gì nhỉ, từ dezoko đúng không, có nghĩa là cái tủ lạnh. Chữ phế của N1, đấy, chữ phế của N1 ví dụ trong từ haiki có nghĩa là chữ phế và chữ khí, là từ bỏ, bãi bỏ, hay âm kunyomi của nó là sutareru. Thì thông thường những cái chữ cao cao N1 thì mình nói qua qua thôi, các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy, đây là video chúng ta học bộ thủ chứ không phải là học kỹ từng chữ Hán, nên là các thông tin thêm ấy mình chỉ nói rất là lướt thôi. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 54, đó là bộ dẫn. Bộ dẫn này có nghĩa là bước dài. Nét thứ nhất này, các bạn lưu ý nhá, nét thứ nhất nó chỉ dừng đến đây thôi. Đấy, sau đấy chúng ta chuyển sang nét thứ hai, nét thứ ba đây. Một số chữ Hán có bộ dẫn, ví dụ chữ kiến, tateru, hoặc là kenchiku, kiến trúc, N4 này. Chữ riêng của N2, nobas, kéo dài đúng nhỉ, kéo dài một cái lịch trình, một cái dự định gì đó. Hoặc là từ encho đúng không, encho enki có nghĩa là kéo dài này. Chữ đình của N1, đình này trong từ triều đình nhé, chô tê, hoặc là từ hô tê là pháp đình có nghĩa là tòa án. Tiếp theo chúng ta có bộ số 55, nó là bộ củng. Bộ này có nghĩa là chắp tay, thì bộ này cũng không tạo ra nhiều chữ Hán lắm. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba chúng ta có chữ Hán của nó, đó là chữ tệ. Chữ tệ của N1 đấy, chữ này là tệ trong từ hê xạ, có nghĩa là khi mà gọi một cách khiêm tốn đúng nhỉ, xưng một cách khiêm tốn công ty mình ấy, sẽ là chữ tệ và chữ xã ghép lại với nhau, hê xạ là công ty chúng tôi, hay mình trước đây nếu mà các bạn xem phim hay có cái từ tệ gọi là tệ xá đấy, có nghĩa là chúng tôi, công ty chúng tôi. Hoặc là hê gai, tệ hại này, nói chung là cái chữ này nó mang nghĩa là không tốt đúng nhỉ, tệ trong từ tệ nạn, tệ hại. Có một chữ rất giống cái chữ tệ này, đó là khi các bạn thay cái bộ củng này bằng bộ cân, bộ cân vải nãy chúng ta học ấy, thì nó ra chữ gì nhỉ, chữ tệ có nghĩa là tiền tệ. À, cũng là kanji N1 luôn nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 56, đó là bộ giặc. Tên khá là lạ đúng không? Bộ giặc này có nghĩa là cái cọc. Thì đây là một chữ Hán luôn. Nét số 1 này, nét số 2 và nét số 3. Chúng ta có Hán tự của nó, Hán tự điển hình của nó, chúng ta có chữ thức Shiki N4. Ví dụ các bạn có một loạt nghi thức đấy, Sotsugyo Shiki lễ tốt nghiệp, hay là Nyugaku Shiki lễ nhập học. Chữ nhị của N1 này, các bạn lưu ý này, bình thường ấy, bình thường khi mà chúng ta viết chữ nhị số 2 thì nó là gì đây, nó chỉ có hai nét thôi đúng nhỉ, nhưng mà
Trong trường hợp là văn phong trang trọng đấy thì chữ nhị của chúng ta sẽ là chữ này các bạn nhé. Tương tự chữ nhất người ta cũng sẽ dùng một chữ khác chứ người ta không dùng cái một dấu gạch ngang đâu. Tiếp theo chúng ta có bộ số 57 là bộ cung. Bộ cung đồng thời là một chữ Hán luôn. Đấy, cung là cái cung rồi thì chúng ta thấy là rất là giống hình ảnh cái cung đúng không? Đây là một chữ tượng hình. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai này. Và nét thứ ba kéo từ đây xuống. Một số chữ Hán liên quan. Những cái chữ Hán mà có bộ cung ấy thông thường nó liên quan đến cái liên quan đến dây, đấy, liên quan đến cái sự căng, ví dụ chúng ta có chữ cường Xioi của N5 này. Đấy, hoặc là chữ cường này trong từ bên kiều đúng không nhỉ? Học hành, học tập. Chữ dẫn hi cự của N4. À, chữ chương của N3 Haru là căng đúng không? Hoặc là trong từ Sucho, Kincho đi công tác hoặc là Kincho có nghĩa là căng thẳng. Chữ đạn của N2, đạn này là viên đạn nhé. Đấy. Chữ huyền N1 có nghĩa là dây đàn. Tsuru. Tiếp theo chúng ta có bộ 58 đó là bộ ký hoặc là tên gọi khác của nó là bộ kệ. Có nghĩa là đầu nhím. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai và nét thứ ba. Một dạng khác của nó là như thế này. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Hán tự điển hình ấy, chúng ta có chữ đương này thực ra bộ chính của nó là bộ tiểu, ban nãy chúng ta đã học chứ không phải là bộ ký nhá, nhưng mà nó có một cái phần cấu thành đó là bộ ký. Đấy. Cho nên là ở đây mình có đưa ra đúng nhỉ? Chữ đương của N3 trong từ tanto đảm đương này hay là âm cương của nó là ataru ateru đấy. Chữ vị của N1 này, từ này rất là quen thuộc nếu các bạn ôn thi trong từ goi đúng nhỉ? Goi là từ vựng. Thì nó có cái phần trên cùng là bộ ký. Tiếp theo là bộ gì nhỉ? Bộ mịch đúng không? Và dưới là chữ quả này. Tiếp theo chúng ta có bộ 59 đó là bộ bộ sam. Bộ sam có nghĩa là lông dài. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta có một số chữ Hán điển hình của nó gồm có chữ hình Katachi của N3 hoặc là trong từ Keishiki là hình thức này, chữ ảnh Kage của N2 hoặc là trong từ gì đây, trong từ Eikyo đúng không, ảnh hưởng, chữ Thái N1 nhá, Ikidoru hoặc là từ sắc Thái đúng không nhỉ, Shikisai hay là hay từ Tasai. Tiếp theo chúng ta có bộ 60. Bộ 60 là bộ sách có nghĩa là bước ngắn. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Cái bộ này thì nhìn nó cũng khá là dễ nhầm với lại bộ nhân đứng đúng không? Đây, nhưng mà bộ nhân đứng thì nó sẽ không có cái phần trên này mà nó chỉ có cái nét thứ hai với nét thứ ba thôi. Các bạn lưu ý nhá. À, một số Hán tự của cái bộ này chúng ta có chữ hậu này. Ato, Ushiro đúng nhỉ? Của N5 này. Chữ phục của N4, ví dụ trong từ Fukushu ôn tập, chữ đắc Eru hoặc là trong từ Tô cự đúng không nhỉ? Đấy, Tokyi là đắc ý, tâm đắc. Chữ tùng Shitagau, tùng hoặc là tòng, là tuân theo. N2 và chữ tuần trong từ Jun Cần là tuần hoàn của N1. Đó, thì ở video này chúng ta nghiên cứu tiếp 30 bộ đến bộ 60 nhé. Ở các video tiếp theo chúng ta sẽ học 30 bộ tiếp cho đến khi nào mà hết các bộ thủ thì thôi. Thì khá là nhiều bộ thủ và cũng là một phương pháp mà có nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì bảo là tôi cũng không cần học bộ thủ gì cả mà tôi cứ học luôn Hán tự thôi. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì nên học bộ thủ. Bởi vì bộ thủ nếu mà nắm được các bạn sẽ nhớ được cấu thành của chữ Hán. Các bạn sẽ nhớ được cách viết chữ Hán. Các bạn và thậm chí là nhiều khi là các bạn còn còn dễ dàng tưởng tượng ra những câu chuyện để làm cho cái việc học nó không còn nhàm chán đúng nhỉ? Thì cố gắng theo dõi các video và ghi nhớ những kiến thức này để phục vụ vào việc học Hán tự một cách hiệu quả nhất. Bộ 61 là bộ tâm, có nghĩa là trái tim. Thì đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Và các chữ Hán của bộ tâm này ấy, thường liên quan đến tình cảm và cảm xúc. Ở giữa này, đây là chữ tâm học ở N5. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở bên tay trái là bộ tâm khi nó được viết ở phần bên trái của các chữ Hán khác. Nét thứ nhất, nét thứ hai
nét thứ ba và ở bên tay phải. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư trông nó khá là giống với lại chữ tiểu đúng nhỉ? Nhưng mà nó có thêm một cái nét thứ tư này nữa thì thường là phần bên dưới của Hán tự. Các bạn quan sát các chữ Hán có chứa bộ tâm. Chúng ta có chữ tư N5 đúng nhỉ? Omo. Chữ cấp N4 Isogự, hoặc là trong từ kêu kêu xạ là xe cấp cứu đấy. Chữ luyến của N3 Khôi là yêu, tình yêu. Hoặc là đen ai, luyến ái là tình yêu. Chữ ái cũng có bộ tâm luôn nhá. Chữ bố, cô ai, sợ hãi này. Và chữ mộ trong từ ái mộ, hâm mộ là chữ Hán N1. Đây các bạn thấy là chữ tư, chữ cấp và chữ luyến có dạng bộ tâm ở giữa. Chữ bố là có dạng bộ tâm ở bên tay trái và chữ mộ có dạng bộ tâm ở bên tay phải. Thì trong ba dạng này thì dạng bộ tâm ở bên tay trái là nhiều nhất, chiếm số lượng nhiều nhất nhé. Ở đây thì nó mình chỉ liệt kê một chữ nhưng mà trong thực tế nó chứa số lượng lớn nhất. Tiếp theo chúng ta có bộ số 62 là bộ qua, có nghĩa là giáo mác. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn. Tuy nhiên đây là một chữ Hán ở cấp cao, chúng ta chưa cần học cái chữ Hán này luôn được, chúng ta chỉ nhớ bộ thủ bộ qua thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các chữ Hán thuộc bộ qua giáo mác này thường liên quan đến đánh nhau, liên quan đến các trận chiến. Các bạn theo dõi. Ví dụ chữ chiến N3 Tathagatự, hoặc là trong từ Senso chiến tranh. Chữ ngã N2 là Wade Wade. Chữ hí là N1. Hí này có nghĩa là vui chơi đúng không? Ví dụ bạn nào mà thích xem phim hoạt hình Nhật chắc là rất là quen thuộc bộ phim Yu-Gi-Oh đúng không? Nếu mà Hán tự của nó sẽ là chữ du, chữ hí và chữ vương, có nghĩa là bộ vua trò chơi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 63 là bộ hộ. Bộ hộ có nghĩa là cửa, đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số kanji điển hình, chữ sở Tokoro N4 này, hoặc là trong từ ba chỗ đúng nhỉ, là địa điểm. Lệ N3 Modoru, quay trở lại. Phòng N2, ví dụ trong từ Dambo hoặc là từ Debo là máy lạnh, hoặc là máy máy Dambo là máy sưởi, còn Debo là máy lạnh điều hòa chiếu mát đấy. Chữ phi N1 là Tobira là cánh cửa. Thì các bạn thấy là thường nó liên quan đến phòng ốc, vị trí địa điểm đúng không? Tiếp theo chúng ta có bộ 64. Bộ 64 là bộ thủ, đồng thời là một chữ Hán luôn. Đây là một bộ rất quan trọng và chứa nhiều Hán tự, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta có ở dạng bên tay trái là dạng chữ thủ. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở dạng bên tay phải là dạng bộ khi nó ở bên trái cấu thành những các chữ Hán khác. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Trong đó ở dạng bên trái chúng ta sẽ gặp nhiều hơn. Một số Hán tự điển hình các bạn theo dõi này, chữ trì N5 một sự cầm nắm, hoặc trong từ easy duy trì này. Chữ áp N4 ô sự là đẩy này. Ấn này, đả N3 ưu sự là đánh, bái là ogamu đúng nhỉ, là cúng bái, bái lạy. Chữ kích N1 ưu sự là bắn. Thì các bạn thấy là tất cả những cái chữ Hán có bộ thủ ấy đây đã liệt kê ấy, nó đều liên quan đến các hoạt động của tay đúng không? Đó, thì thông thường là những cái chữ nào mà thể hiện hoạt động của tay là sẽ chứa cái bộ này nhá. Không phải là tất cả nhưng mà phần lớn là như thế. Tiếp theo chúng ta có bộ 65 là bộ chi. Bộ chi này có nghĩa là nhánh hoặc là cành. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Bộ này thì cũng không tạo ra nhiều kanji lắm. Chúng ta có ở đây là chữ chi của N3. Chi này là sasaeru, có nghĩa là chống đỡ, nâng đỡ, hoặc là trong từ shiten, có nghĩa là chi nhánh cửa hàng. Tiếp theo chúng ta có bộ 66 là bộ phộc. Bộ này nghe tên thì hơi lạ đúng nhỉ? Nó có nghĩa là đánh nhẹ. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thông thường thì những cái bộ này nó thường liên quan đến
đánh đúng nhỉ, ví dụ chữ giáo N4 Oshieru hoặc là Kyoshi giáo viên. Tại sao nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao bộ giáo này lại liên quan đến đánh? Thực ra ấy, nó gồm có chữ hiếu ở bên tay trái nhá, đấy, và bộ phộc ở bên tay phải. Chữ hiếu này trong từ hiếu thuận hiếu thảo và phộc là bên tay phải, có nghĩa là đánh đúng không nhỉ. Thì muốn muốn dạy con thành một người hiếu thảo ấy thì đôi khi sẽ cần dùng đến đòn roi roi vọt ngày xưa. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái bộ giáo này, của chữ giáo này. Chữ phóng, phóng là trong từ giải phóng kai hô hà na sự, có nghĩa là thả ra. Chữ công N2, công này trong từ tấn công đúng không nhỉ, hoặc là công kích kogeki semeru. Cảm N1, cảm là trong từ dũng cảm nhé, dư cần. Tiếp theo chúng ta có bộ số 67. Bộ 67 là bộ văn, có nghĩa là văn thơ, văn học. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ văn N4, chữ này sẽ đọc là bưng, ví dụ trong từ bưng gia cự văn học này, bưng mê là văn minh, hoặc là mô trong từ moji và văn tự, có nghĩa là chữ viết. Đây là chữ ban, Hán tự N1. Ban này trong từ phát ban của tiếng Việt mình ấy, đúng nhỉ, nó chỉ những cái nốt nổi trên da. Tiếp theo chúng ta có bộ số 68 là bộ đẩu, có nghĩa là cái đấu. Đây đồng thời là một chữ Hán, tuy nhiên chữ Hán này là chữ Hán ở cấp cao. Các bạn học bộ chưa cần học chữ Hán này vội nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba ngang và nét thứ tư. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ liệu của N4. Liệu ví dụ trong từ ghen điều nguyên liệu này, hay là trong từ điều đi là món ăn. Chữ tà N1 là mặt nghiêng đúng nhỉ, chúng ta có từ naname đấy, là mặt nghiêng mặt chéo. Tiếp theo chúng ta có bộ 69. Bộ 69 là bộ cân, có nghĩa là cái rìu. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn và là một chữ Hán ở cấp N1. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các chữ Hán thuộc bộ cân ấy thường nó liên quan đến cái hoạt động của gì nhỉ? Hoạt động cần đến rìu. Đấy, chặt chém, ví dụ các bạn có chữ tân N5 này. Đấy. Atarashi hoặc là từ Shinen, tân niên năm mới. Chữ đoạn hoặc là đoán của N3 có nghĩa là cắt đứt đúng nhỉ. Ví dụ trong từ Danzetsu là đoạn tuyệt, hay là âm cương của chữ này là từ Kotoaru là từ chối, hoặc là Tatsu là cắt này. Chữ chảm, chảm chúng ta xem phim Trung Quốc ngày xưa ấy, có từ sử chảm đấy, là sử chém nhá. Đây là kanji N1, âm cương yomi của nó là kiru. Bộ số 70 là bộ phương. Bộ phương này có nghĩa là phương hướng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Chúng ta có chữ Hán điển hình của nó, ví dụ chữ lữ của N4 này, tabi là chuyến đi, hoặc là điều, ví dụ trong từ dioko lữ hành là đi du lịch. Chữ thi N1 hodokos tiến hành thi hành, hoặc là từ jishi thực thi nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ số 71. Bộ số 71 là bộ vô, có nghĩa là không. Các bạn thấy là nó khá là giống với lại bộ uông kiễng chân đúng không, và nó cũng khá là giống chữ thiên nữa, nhưng mà nó bị khác ở cái phần này đấy. Nó khác chữ thiên ở cái nét thứ tư nhá. Ở nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta có chữ ký Hán tự N1 là có chứa cái bộ vô này. Chữ ký này chính là trong từ sudeni đấy, có nghĩa là đã rồi, hoặc là trong từ kikon đúng nhỉ, kikon là đã kết hôn, đã làm gì đó, thì thông thường người ta sẽ thêm cái chữ này đằng trước. Tiếp theo chúng ta có bộ 72. Bộ 72 là bộ nhật, có nghĩa là ngày hoặc là mặt trời. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ quan trọng. Các bạn quan sát một số Hán tự điển hình của nó, ví dụ chữ tảo của N5 hayai là sớm này, chữ xuân N4 haru mùa xuân, hoặc là xuân trong từ seishun thanh xuân tuổi trẻ. Chữ tinh N3 là ngôi sao, hoshi hoặc là ví dụ sao thủy đúng nhỉ, là suise đúng không, thủy tinh. Chữ mộ của N2 kureru có nghĩa là trời tối đúng nhỉ, mặt trời lặn. Và chữ lịch N1, ví dụ trong từ yoreki
dương lịch này, Indeki là âm lịch, Kyureki là âm lịch, lịch cũ. Thì thông thường mọi người thấy là thông thường những cái chữ của bộ Nhật ấy nó liên quan đến thời gian, liên quan đến ngày, tháng, năm đúng không? Tiếp theo nhá, chúng ta sang một bộ rất là giống với bộ Nhật này. Đây bạn, các bạn nhìn xem, rất là giống đúng không? Nhưng mà nếu như bộ Nhật ấy nó trông như một hình chữ Nhật, có phần đáy trên và đáy dưới. Nó gì nhở? Nó giống nhau, nó có độ dài bằng nhau. Thì cái bộ viết này ấy, nó lại gì đây? Nó lại giống một hình thang, có phần gì nhở? Có phần đáy trên dài hơn đáy dưới đúng không? Bộ viết này có nghĩa là rằng, thì, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Và cái nét thứ ba này là không chạm vào đây nhá. Nếu mà ở dạng bộ thì sẽ không chạm vào cái nét thứ hai. Một số Hán tự điển hình, chữ thư N5 ca cự, hoặc là trong từ tô sổ cần, đồ thư quán là thư viện, chữ thế N3 cài rự thay đổi này, chữ canh N2 Sara, Sarani hơn nữa, hoặc là từ cô xin canh tân đổi mới, chữ tằng N1. Thì hiện tại có một số cái trường phái là cho hai cái bộ số 72 là bộ Nhật và bộ viết này là như nhau. Đấy, mặc dù ý nghĩa là nó khác nhau nhưng mà nhiều nhiều bên là bởi vì cách viết ra thì nó cũng tương tự như nhau cho nên là sẽ coi nó là một luôn. Ví dụ các bạn thấy ở bộ Nhật chẳng hạn như chữ tảo nhá. Đây, chữ tảo các bạn thấy là nó sẽ cách viết nó sẽ khá là giống cái bộ viết này đúng không? Chữ tảo này nó người ta ví dụ chữ tảo, chữ tinh. Đấy, chữ mộ hay là chữ lịch người ta đều viết giống như là cái phần của chữ thư, chữ thế, chữ canh hay là chữ tằng này đúng không? Nó chỉ có mỗi cái chữ xuân là nó viết giống chữ Nhật hoàn toàn. Đấy, đấy là lý do mà thực ra là bây giờ nhiều khi là người ta sẽ không phân biệt hai cái bộ này với nhau. Chúng ta nhớ luôn vào một cũng được, cũng không sao hết. Tiếp theo chúng ta có bộ 74 là bộ Nguyệt. Bộ Nguyệt có nghĩa là tháng hoặc là mặt trăng. Đây là một chữ Hán luôn và cũng là một bộ quan trọng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thì nếu như bộ Nhật các chữ Hán liên quan đến ngày, tháng, thời gian thì bộ Nguyệt cái nét nghĩa đấy nó không còn rõ nét như bộ Nhật nữa. Ví dụ các bạn có chữ chiều của N5 là buổi sáng này, a sợ này. Đấy, hoặc trong từ chô sen là Triều Tiên đấy. Chữ phục N4 phước cự là quần áo. Chữ kỳ, ví dụ trong từ kigen kỳ hạn đúng nhỉ? Chữ lãng, hogaraka là tươi sáng, sáng tỏ, hoặc là trong từ roho là tin vui. Chữ chẫm N1, cái này mà xem phim Trung Quốc thì các bạn sẽ rất quen đúng không? Vua hay xưng là chẫm đúng nhỉ? Đấy, thì có một bộ rất là giống cái bộ này nhá, đấy là bộ nhục. Đấy, chúng ta sẽ học ở những cái bài sau. Thì cách viết nó tương tự như thế này. Tiếp theo chúng ta có bộ 75 là bộ mộc. Bộ mộc này có nghĩa là cây hoặc là gỗ. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ rất quan trọng, chứa rất nhiều chữ Hán. Thông thường những cái chữ Hán thuộc bộ mộc này sẽ liên quan đến cây cỏ. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các bạn cùng quan sát một số chữ Hán. Ví dụ chữ bản của N5, bản này là mô tô là cái cội, cái gốc đúng nhỉ? Hoặc là hôn. Đấy, các bạn rất là quen từ Nihon rồi. Nihon có nghĩa là gì nhỉ? Cái chữ Nhật là mặt trời và chữ bản là gốc đúng không? Thì Nihon có nghĩa là nguồn cội, gốc của mặt trời. Đấy. Chữ lâm của N4 nhá. Là rừng đúng không? Hayashi này. Chữ trụ Hashira là cột đúng nhỉ? Ngày xưa cột thì toàn là bằng gỗ thôi. Chữ đào của N2, đào là Momo là quả đào, cây đào ấy. Các bạn lưu ý là cái cây anh đào nó là sẽ là chữ anh Sakura chứ không phải là cái chữ đào này đâu nhá. Đấy, đào này là cây cây đào, cây hoa đào của mình. Chữ thụ N1, thụ này trong từ cổ thụ. Các bạn thấy là gần như đều liên quan đến cây đúng không nhỉ? Một bộ quan trọng các bạn hãy nhớ. Tiếp theo chúng ta có bộ số 76. Bộ 76 là bộ khiếm hoặc có tên gọi khác là bộ khuyết, nó có nghĩa là thiếu. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư.
Chúng ta cùng quan sát một số chữ Hán tiêu biểu của bộ này. Đầu tiên là chữ K của N4, ư ta ư là hát này, hoặc là trong từ ca sư, đúng nhỉ? Ca thủ nghĩa là ca sĩ, chữ dục. N3 là hồ si, đấy là muốn có, hoặc là từ yokubo, dục vọng, ham muốn, khát khao. Chữ Âu của N2, Âu trong từ Oshu, châu Âu nhé. Chữ Hoan của N1 trong từ Kange, hoan nghênh. Bộ 77 chúng ta có bộ chỉ. Bộ chỉ đồng thời là một chữ Hán luôn, có nghĩa là dừng lại. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số chữ Hán điển hình của bộ này, chúng ta có chữ chính N4 Tadashi này là chính xác này, hoặc là trong từ Seikaku cũng là chính xác luôn. Chữ tuế N3 là sai, đúng không nhỉ? Isai hoặc là Nisai, Sansai, Hatsai, vân vân. Trong từ vạn tuế hoặc là Banzai, các bạn ý nhé, Banzai không phải là sai nữa. Chữ võ hoặc là vũ của N2, ví dụ trong từ Bujutsu, đúng nhỉ, võ thuật. Chữ lịch của N1, ví dụ từ Rekishi, đấy, lịch sử, hoặc là từ Rideki, lý lịch. Tiếp theo, chúng ta có bộ 78. Bộ 78 là bộ ngạt. Bộ ngạt này nó không phải là ngạt mũi của chúng ta đâu, nó là tên bộ thôi, nghĩa của nó là xương tàn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nếu vậy chúng ta thấy là nó rất là giống chữ, một phần của chữ tử, đúng không? Đấy. Và nếu mà bổ nhỏ hơn ấy, chia nhỏ hơn thì nó là bộ nhất và bộ tịch, đúng không nhỉ? Thì một số Hán tự điển hình của bộ ngạt này, chúng ta có chữ tử N4 này, si nữ này, hoặc trong từ si bô, tử vong, chết. Chữ tàn nô cô rự, còn lại sót lại, hoặc là từ gian nên, đáng tiếc. Giang điều là làm thêm. Chữ thù N1, âm khương của nó là cô tổ, cô tổ nhị là đặc biệt, giống từ tokubetsu. Và âm oyomi là siêu trong từ tokushu là đặc thù. Bộ 79 là bộ thù, có nghĩa là binh khí. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nếu chúng ta quan sát thì thấy là bộ này ấy, nó sẽ được cấu thành bởi ở phía trên là bộ gì nhỉ? Trên là bộ kỷ, là cái bàn, và dưới là bộ hữu, đúng không? Thì một số Hán tự điển hình của bộ thù nhá, ví dụ chữ sát của N4 này, koros là giết, hoặc là trong từ sachijin là sát nhân, là giết người. Chữ ẩu naguru là đánh, của đánh đấm của N3, hoặc là từ oda ẩu đả. Chữ hủy của N1 trong từ haki phá hủy. Mọi người thấy đều liên quan đến cái việc đánh đấm giết chóc, đúng không nhỉ? Liên quan đến vũ khí. Tiếp theo chúng ta có bộ số 80. Bộ 80 là bộ mỗi, có nghĩa là đừng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nét thứ tư là nét ngang, nét cuối cùng. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ mẫu của N5, ha ha này, hoặc là trong từ bô, đúng nhỉ? Trong từ gì nhỉ? Trong từ sobo là bà, hoặc là từ bô gộ, có nghĩa là cái tiếng mẹ đẻ của mình. Chữ độc của N3 nhé, đọc là đô cự luôn. Và trong rất nhiều từ, trong từ sô đô cự, đúng nhỉ? Tiêu độc, khử độc. Tiếp theo chúng ta có bộ 81. Bộ 81 là bộ tỷ, nghĩa là so sánh. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đấy. Nếu chúng ta thấy thì bộ tỷ nó gần như là hai cái bộ chủy ghép lại với nhau, đúng không nhỉ? Hán tự điển hình chúng ta có chữ tỷ của N4, kuraberu là từ mang nghĩa so sánh, hoặc là từ hikaku so sánh này. Chữ dai của N3 trong từ minna hoặc là minasan. Từ ghép thì có từ giai cấp kaikyu. Những cái cách đọc thêm của Hán tự ấy, của những cái chữ Hán điển hình này ấy, thì các bạn tham khảo thêm nữa nhé, các bạn chưa cần phải nhớ ngay. Những cái nào ở cấp dưới thì các bạn cần nhớ, còn những cái nào mà ở cấp cao hơn thì các bạn học ở những cái bài sau. Tiếp theo chúng ta có bộ số 82 là bộ mao. Bộ mao có nghĩa là lông, đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất,
nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta thấy cái bộ mao này rất là giống một bộ chúng ta đã học rồi đúng không nhỉ? Đấy là bộ thủ. Nếu như bộ thủ ấy, cái nét thứ tư này nó sẽ gì đấy? Đây, nó sẽ cong sang bên trái, nó sẽ móc sang bên trái thì cái bộ mao này nó lại sang bên phải. Hán tự điển hình nhá, chúng ta có chữ mao của N3 đúng không nhỉ? Đấy, đọc là âm cương là kê, ví dụ từ camino kê là sợi tóc đấy, hoặc là trong từ mô, mô là cái gì nhỉ? Là cái chăn. Chữ vĩ của N2, ô là cái đuôi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 83. Bộ 83 là bộ thị, có nghĩa là họ. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chữ Hán điển hình chúng ta có chữ dân của N3, âm khương đọc là Thami, thần dân, hoặc là trong từ Kokumin, quốc dân, đúng nhỉ? Hay là Nomin, nông dân. Tiếp theo bộ số 84 là bộ khí, có nghĩa là hơi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta có chữ Hán điển hình của nó là chữ khí của N5. Chữ này thì các bạn rất là quen thuộc rồi. Nó giống cái bộ khí này, nó là bộ khí này và có thêm một cái gì nhỉ? Có thêm một cái phần gạch chéo ở trong nữa, giống hình chữ X ở trong nữa. Khí này trong từ Kimochi đúng nhỉ? Cảm xúc, cảm giác này, hoặc trong từ Kuki, không khí. Ngoài chữ này ra thì còn có một bộ nữa, đó là bộ thủy nhá. Bộ thủy ở bên tay trái và cái bộ khí bên tay phải là khí đấy là trong từ hơi nước. Thì cái đấy, chữ đấy người ta xếp vào bộ thủy chứ không phải là bộ khí này, cho nên là không liệt kê ở đây. Tiếp theo chúng ta sang bộ số 85. Đây, vừa nhắc đến bộ thủy là có bộ thủy liền. Bộ thủy có nghĩa là nước. Đây là một bộ, đồng thời là một kanji và là một bộ rất quan trọng, chứa nhiều hán tự. Ở giữa này là dạng chữ thủy. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở bên tay trái là dạng bộ thủy có 3 nét, hay còn gọi là 3 chấm thủy, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Có thể nói là cái dạng bên tay trái này là dạng chứa nhiều hán tự nhất. Ở bên tay phải, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Thì đây là bộ thông thường khi chữ thủy nó ở khi bộ thủy nó ở phần dưới của các chữ Hán khác. Chúng ta cùng quan sát một số hán tự điển hình nhá. Ví dụ chữ thủy của N5 này, mizu là nước, hoặc là trong từ nãy có từ sao thủy đúng không nhỉ, là suise, chữ thủy và chữ tinh này. Chữ trì, ike là cái ao của N4, hoặc là trong từ denchi, điện trì là pin. Chữ cầu của N3, chữ cầu này trong từ motomeru là mong cầu, hoặc là trong từ yokyu là yêu cầu. Chữ trạch của N2 là đầm lầy, sawa, à xin lỗi, là ta cự chứ. Và có một cái từ đặc biệt các bạn hay dùng, đấy là từ takusan, có nghĩa là nhiều. Chúng ta học từ rất là lâu rồi, ở sơ cấp đã học rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà cái từ đấy khi mà viết ấy, nó viết bằng chữ trạch và chữ sơn. Đấy, có thể là bởi vì ngày xưa địa hình đầm lầy và núi nhiều quá nên là người ta cho rằng hai cái địa hình đấy là hai địa hình rất nhiều, người ta ghép luôn hai tên đấy để tạo ra cái từ takusan mang nghĩa là nhiều nhá. Chữ tuyền, hán tự N1 có nghĩa là suối, izumi, hoặc là trong từ kosen đúng không nhỉ, hoặc là onsen. Onsen là từ các bạn quen thuộc hơn, là chữ on và chữ tuyền có nghĩa là suối nước nóng. Các bạn thấy là gần như những cái chữ Hán này nó đều có liên quan đến nước đúng không? Đấy. Và nếu như chữ thủy và chữ tuyền là ở dạng giữa thì chúng ta có chữ trì, chữ trạch là ở dạng bên trái, còn chữ cầu là ở dạng bên phải đúng không? Tiếp theo này chúng ta sang bộ số 86 là bộ hỏa, có nghĩa là lửa. Thì đây đồng thời là một chữ Hán luôn, cũng là một bộ tương đối quan trọng nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư. Ở dạng bên tay trái này là dạng chữ hỏa. Còn có một dạng khác cũng thường được dùng, đó là dạng bên tay phải. Dạng bên tay phải này thường người ta gọi là dạng 4 chấm hỏa. 1, 2, 3 và 4. Chúng ta cùng quan sát một số chữ Hán thuộc bộ hỏa. Chữ hỏa của N5, khi, ngọn lửa, hoặc là từ cờ, đúng nhỉ? Kayobi là thứ
3 đúng nhỉ? Chữ điểm của N4 này trong từ Yakuten, nhược điểm. Chữ thiêu, Moeru, cháy này, của N3. Chữ chiếu, Terasu, chiếu sáng đấy. Hoặc là Shome là chữ chiếu ghép với chữ minh, có nghĩa là chiếu sáng nhé. Chữ phiền, N1. Và Jirawashi hoặc là trong từ phiền não, Bono. Mọi người thấy là gần như đều liên quan đến lược hở đúng không? Tiếp theo, chúng ta sang bộ 87. Bộ 87 là bộ chảo, đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Bộ chảo này có nghĩa là móng vuốt, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở dạng bên tay trái này ấy, là dạng chữ chảo Hán tự, còn dạng bên tay phải là dạng trong các chữ Hán khác nhé, và thông thường là ở trên, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ chảo của N3 này. À, chữ chảo của N2, thực ra cái N mấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Tsume đúng nhỉ, là móng tay. Chữ tước của N1 với trong từ bá tước, hashaku hay là hầu tước, công tước, nam tước ấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 88 là bộ phụ, có nghĩa là cha, và đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đây là một chữ Hán chúng ta học từ N5 rất là quen thuộc rồi đúng không? Điển hình là chính nó luôn nhá, chữ phụ của N5, chi chi đúng nhỉ? Hoặc là trong từ sô phụ là ông. Tiếp theo chúng ta có bộ 89 là bộ hào, là bạch bát quái. Thì nghe nó hơi lạ, bộ này thì nó không có nhiều Hán tự tạo thành lắm. Nó không tạo thành nhiều Hán tự lắm, các bạn tham khảo thêm. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, ở trên nó giống hình cái kéo đúng không? Nét thứ ba và nét thứ tư và ở dưới nó cũng giống hình cái kéo luôn. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sảng của N2. Sảng là trong từ sảng khoái nhất, Sokai, hoặc là trong từ Sawayaka, có nghĩa là dễ chịu, thư thái, sảng khoái. Bộ số 90 là bộ tường, có nghĩa là tấm ván hoặc là tường. Tường của tiếng Việt mình ấy, nhỉ, bức tường ấy sẽ là cái bộ này. Ở dạng bên tay trái của chúng ta này, nó là dạng mà trước đây thường được dùng, còn ở dạng bên tay phải ấy, là dạng mà hiện tại người ta đã giản lược nét, có thể coi là dạng giản thể của nó. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thì bên này sẽ là nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình của bộ tường chúng ta có chữ tướng của N3. Đây, người ta dùng dạng gì nhỉ? Người ta dùng dạng ở bên tay phải đúng không? Dạng giản thể. Tướng hoặc là tương nhé, tương trong từ shōdai, tương lai, tướng trong từ shōgun, tướng quân. Chữ tráng của N1 đúng nhỉ? Trong từ shōdai, tráng đại, có nghĩa là hoành tráng, hùng tráng, hoặc là tráng sĩ cũng dùng từ này này. Chữ sàng là một chữ N0, có nghĩa là nó không thuộc N1. Nó là một chữ cấp cao và nó sẽ viết ở dạng bên phải này. Bộ thủ 91 là bộ phiến. Bộ phiến đồng thời là một chữ Hán luôn, có nghĩa là mảnh hoặc là nửa. Cách viết, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số kanji điển hình của bộ phiến chúng ta có chữ phiến của N3. Chữ này sẽ đọc là kata. Ví dụ trong từ katamichi có nghĩa là một chiều này. Hay là chữ bản của N2. Ví dụ các bạn có từ Nihongo bang đúng nhỉ? Có nghĩa là bản tiếng Nhật. Hay là kaite bang là bản đã chỉnh sửa, đính chính. Tiếp theo chúng ta có bộ số 92 là bộ nha. Tiếng Việt mình có từ nha sĩ đúng không? Liên quan đến răng thì nha này có nghĩa là răng. Và đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Kanji bộ nha thì cũng không có nhiều lắm. Chúng ta có chữ nha của N1. Đây, âm kunyomi của nó là kiba, có nghĩa là răng hoặc là ngà, ngà voi chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 93. Bộ 93 là bộ ngưu. Bộ ngưu có nghĩa là con bò. Bộ này rất là nhiều bạn sử dụng với nghĩa sai, bởi vì thường là các bạn hay nhớ đến từ ngưu trong từ Ngưu Ma Vương, một nhân vật ở trong truyền thuyết Trung Quốc đúng không? Và các bạn nghĩ đấy là trâu, nhưng mà trong tiếng Nhật thì ngưu có nghĩa là bò nhá. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và cũng là một trong những bộ thủ mà tương đối quan trọng, chứa số lượng chữ Hán khá là lớn. Ở dạng bên tay
trái này, đây là dạng chữ ngưu, dạng bên tay phải là dạng bộ. Thực ra thì nó cũng gần gần giống như bên này, nhưng mà nó sẽ khi mà nó ở bên trái của một chữ ấy thì nó sẽ có dạng thay đổi đi một chút xíu nhá. Nó sẽ bị nghiêng nghiêng một chút. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Tương tự bên này cũng vậy, thứ tự vẫn giống như thế, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta có một số hán tự điển hình của bộ ngưu, ví dụ chữ ngưu của N5 Uchi là con bò, hay là từ Gyunyu là sữa bò này, chữ đặc của N4 Tokubetsu là đặc biệt này, chữ vật Mono của N3 hoặc là từ Dobutsu động vật, chữ mục của N2, mục này trong từ mục sư hoặc là từ mục trường đúng nhỉ, Bokujo có nghĩa là nông trại, trang trại chăn nuôi, chữ hi của N1, hi trong từ hy sinh, hy xê. Tiếp theo chúng ta có bộ 94. Bộ 94 là bộ khuyển. Khuyển có nghĩa là chó đúng nhỉ? Bộ này sẽ là một chữ Hán luôn nhá. Ở trong cái video ngày hôm nay thì phần lớn các bộ thủ đồng thời là chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các bạn thấy là giống như là chữ đại kèm thêm một cái nét chủ đúng nhỉ? Thì ở dạng bên tay phải này, đây là dạng khi ở cùng bộ thủ, khi ghép với lại những chữ khác để tạo thành hán tự. Nó khác với lại bộ ngưu. Bộ ngưu thì hai cái cách viết của chữ Hán và bộ thủ nó không khác nhau nhiều, nhưng mà bộ khuyển này là khác nhau khá nhiều, các bạn lưu ý. Một số hán tự điển hình chúng ta có chữ khuyển của N5 y nữ này, chữ phạm của N3 okasu là phạm tội chẳng hạn, hay là trong từ hanin phạm nhân, chữ cuồng của N2 kuru đúng nhỉ, là điên cuồng nổi khùng, hay là trong từ nekyo, nekyo là chữ nhiệt với chữ cuồng có nghĩa là cuồng nhiệt. Chữ hiến của N1 trong từ koken, cống hiến. Tiếp theo chúng ta có bộ 95. Bộ 95 là bộ huyền có nghĩa là đen. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Nếu như chúng ta chia nhỏ hơn ấy, thì cái bộ huyền này nó sẽ gồm bộ gì nhỉ? Nó sẽ gồm bộ đầu đúng không? Nét 1 với nét 2 là bộ đầu. Còn nét 3, 4, 5 là bộ yêu. Đấy. Nó sẽ ghép lại tạo ra chữ huyền. Một số hán tự điển hình có chứa chữ huyền, chúng ta có chữ xuất của N3 Hikiru có nghĩa là lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn đầu. Hoặc là trong từ chữ xuất này có trong khá là nhiều từ đúng không? Ví dụ trong từ kesotsu, chữ khinh và chữ xuất có nghĩa là thiếu thận trọng, đấy, hấp tấp. Hay là trong từ chữ xuất này khi mà đứng sau các danh từ thì nó mang nghĩa là tỷ lệ đúng không nhỉ? Hay là shingaku ritsu có nghĩa là tỷ lệ học lên, shitsugyo ritsu là tỷ lệ thất nghiệp. Chữ huyền của N2 nhá, chữ huyền này có nghĩa là màu đen, hoặc là trong một số cái từ ghép như là từ gemyo có nghĩa là huyền diệu, kỳ diệu. Tiếp theo chúng ta có bộ số 96. Đây là một bộ đặc biệt bởi vì nó có hai tên gọi. Tên gọi thứ nhất là bộ ngọc, có nghĩa là viên ngọc, đây, ở dạng bên tay trái. Tên gọi thứ hai là bộ vương, có nghĩa là vua. Hai cái bộ này nó khác nhau có một cái nét thêm như thế này. Đấy, bộ vương mà cho thêm một cái nét chủ số 5 thì tạo ra bộ ngọc. Và người ta gộp luôn hai cái này thành một, nhớ các bạn nhé. Những chữ Hán nào mà có một trong hai dạng này thì người ta sẽ quy về hoặc là bộ ngọc, đúng nhỉ? Gọi là bộ ngọc cũng được, hoặc gọi là bộ vương cũng được. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đấy là chữ vương và thêm một nét phẩy này thì là ra bộ ngọc. Một số hán tự điển hình chúng ta có này. Thứ nhất là chữ vương của N5. Vương đọc là ô, trong từ Osama là đức vua, đúng nhỉ? Hay là từ Kokuo là quốc vương. Chữ ngọc N4. Ngọc là Tama, đúng không nhỉ? Viên ngọc.
chữ chân của N3 này, mezurashi có nghĩa là quý hiếm nhá. Chữ châu của N2, châu này trong từ châu báu, châu ngọc đấy, đọc là siêu. Chữ tỷ của N1, tỷ này có nghĩa là cái con dấu của nhà vua ấy, đấy, ví dụ như là quốc tỷ là kokuji. Thì chúng ta thấy là những cái chữ Hán liên quan nó đều là đều có cái phần nào đó về mặt ý nghĩa của những cái đồ quý, những cái vật quý của hoàng đế ấy, đúng không? Tiếp theo, chúng ta sang bộ 97 là bộ qua. Bộ qua có nghĩa là dưa. Chúng ta cùng xem này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Bộ này có 6 nét. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Thì kanji của nó có chữ qua của N3. Các bạn rất là quen thuộc với từ sư cờ rồi đúng không? Chữ Hán là chữ thủy và chữ qua có nghĩa là quả dưa hấu, đúng nhỉ? Đây là chữ hồ, một Hán tự của N0. Đấy, nó sẽ vượt cấp N1 cho nên là đây xếp vào N0. Các bạn thấy chữ hồ này mà có đằng có phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ khuyển là chó đúng không? Mà hồ liên quan đến chó thì đây là chữ hồ gì? Đây là chữ hồ trong từ hồ ly đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta rất là quen thuộc với hồ ly là con cáo ấy, hay là từ hồ ly tinh ấy. Chữ hồ ly trong tiếng Nhật sẽ đọc là kodi nhá. Kodi là chữ hồ ghép với chữ ly luôn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 98 là bộ ngõa. Tên thì khá là lạ. Bộ ngõa có nghĩa là ngói và đồng thời là một chữ Hán luôn. Cả Hán tự điển hình chúng ta có chữ bình của N2. Bình này trong từ bình hoa, lọ hoa đúng không? Cabin này. Và chữ ngõa có nghĩa là ngói của N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 99 là bộ cam. Bộ cam đồng thời là một chữ Hán luôn, có nghĩa là ngọt. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số chữ Hán điển hình của bộ cam chúng ta có chữ cam của N3, amai, đúng nhỉ, là ngọt này. Hay là amairu có nghĩa là vòi vĩnh, amayakasu là nuông chiều. Can, ví dụ trong từ kamirio có nghĩa là chất tạo ngọt. Chữ thậm của N1 trong từ thậm chí nhé, diễn tả mức độ rất là cao. Tiếp theo chúng ta có bộ 100. Con số rất là tròn đúng không? Bộ 100 là bộ sinh, đồng thời là một chữ Hán luôn. Bộ sinh này có nghĩa là sống. Chúng ta cùng xem các Hán tự. Trước hết là chúng ta sẽ xem cái cách viết này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sinh của N5. Chữ này thì rất rất nhiều cách đọc đúng không? Các bạn có nhớ không? Umareru là được sinh ra này. Umu là sinh ra cái gì đó. Tha động từ. Ikiru là sống đúng không nhỉ? Đấy. Ikasu là phát huy. Rồi thì haeru là mọc. Rồi thì hayasu là nuôi. Ví dụ nuôi râu, nuôi tóc chẳng hạn. Đấy. Rồi thì ikebana là cắm hoa. Rồi cách đọc là C trong từ gakuse, học sinh. Sho trong từ isho, một đời. Đấy. Jo trong từ tanjobi. Rất nhiều cách đọc chữ sinh nhá. Hình như là gần 20 cách đọc. Chưa tính những cái cách đọc mà không thường dụng. Đấy. Một Hán tự đơn giản nhưng mà có rất nhiều cách đọc thì các bạn hãy lưu ý. Kể cả các bạn học cao N1, N2. Thì đôi khi là trong phần thi người ta sẽ hỏi một số cái từ cảm tưởng đơn giản nhưng mà là cách đọc phức tạp đấy. Chữ sản của N4 này, chữ sản có cách đọc là ư ngự, có nghĩa là sinh, đẻ, đẻ trứng chẳng hạn, dùng chữ này. Hoặc là trong từ xê sơn, chữ Hán là sinh và sản nhưng mà nó là sản xuất, không phải là sinh sản theo nghĩa chúng ta hay dùng trong tiếng Việt. Tiếp theo, chúng ta có bộ 101 là chữ dụng, bộ dụng có nghĩa là dùng, đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Hán tự điển hình chúng ta có chữ dụng của N4, âm cưn là mochi trong từ mochi iru có nghĩa là sử dụng. Đấy, nó sẽ dùng ít hơn tsukau. Hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ dio đúng không? Chữ lợi và chữ dụng có nghĩa là sử dụng, lợi dụng này. Hoặc là trong từ shio là sử dụng.
Tiếp theo chúng ta có bụ 102 là bụ điền. Bụ điền có nghĩa là ruộng. Các chữ Hán sẽ liên quan đến ruộng và đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Và đây là kanji tượng hình nhá, chữ Hán tượng hình. Ở ngoài cánh đồng nó giống như thế này luôn đúng không các bạn? Nó là các ô như thế này. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư và nét thứ năm. Chúng ta có một số Hán tự điển hình của bộ điền. Chữ nam của N5 đúng nhỉ? Ở trên là điền và dưới là lực thì người mà có sức khỏe để làm ruộng là nam giới đúng không? Đây là chữ hội ý. Otoko hoặc là trong từ gì nhỉ? Chonan trưởng nam này. Trong hoặc là có thể đọc là dan nhé, ví dụ từ danjo là nam nữ. Chữ giới của N4 trong từ sekai là thế giới. Chữ điền của N3 đây là một chữ do người Nhật sáng tạo ra nhé. Đấy, ở Trung Quốc không có chữ này mà đây là chữ do người Nhật sáng tạo ra này. Cái ruộng mà có thể đốt được ấy, đây là ruộng khô, ruộng cạn, hatake. Chữ súc của N2 trong từ gia súc, kachiku. Hoặc là có một câu chửi có từ chikusho ấy, là chữ súc và chữ sinh. Đúng không? Nhưng một từ không hay lắm nên các bạn không nên sử dụng. Chữ bạn của N1 có nghĩa là bờ ruộng. Thì đây là một chữ khó hơn, chúng ta sẽ học sau này. Tiếp theo chúng ta có bộ 103 là bộ sơ. Bộ sơ có nghĩa là đủ. Và đây cũng đồng thời là một chữ Hán luôn. Ở dạng bên tay trái là dạng chữ Hán, còn dạng bên tay phải là dạng bộ thủ. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Bên này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số Hán tự điển hình có chứa bộ sơ này, chúng ta có chữ nghi. Chữ nghi của N3, Utagau đúng nhỉ? Utagau có nghĩa là nghi ngờ đúng không? Hoặc là trong từ gì nhỉ? Hoặc là trong từ kaigi chẳng hạn là hoài nghi. Đây là chữ sơ N1 nhá, có nghĩa là thưa thớt. Tiếp theo chúng ta có bộ 104 là bộ nạch. Bộ nạch có nghĩa là bệnh. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Bộ nạch nó khá là giống bộ nhiễm nhưng mà không có cái nét thứ tư với thứ năm đúng không? Đấy, các chữ Hán liên quan đến bộ nạch ấy, nó thường liên quan đến bệnh của con người. Ví dụ các bạn theo dõi này, chữ bệnh của N5, gia mự là bị bệnh hoặc là trong từ bioi đúng nhỉ, là bệnh viện. Chữ thống ita mự là đau của N3 hoặc là trong từ kutsu có nghĩa là khổ thống, đau khổ. Chữ chứng của N2, chứng này trong từ chứng bệnh nhá hoặc là triệu chứng đúng nhỉ? Shoujo, triệu chứng. Chữ lỵ, kiết lỵ. N1, ví dụ từ ghê đi chẳng hạn. Ghê đi là chữ hạ và chữ lỵ có nghĩa là đi bị kiết lỵ, bị tiêu chảy. Tiếp theo chúng ta có bộ 105. Bộ 105 là bộ bát, có nghĩa là gạt ra. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ phát của N4 này. Phát này trong từ phát triển hạt tên hoặc là trong từ shupatsu là xuất phát. Chữ đăng của N3 nhé, noboru là leo hoặc là trong từ toroku đăng lục, đăng ký đúng không? Tiếp theo chúng ta có bộ 106 là bộ bạch. Bộ bạch đồng thời là một chữ Hán luôn và bộ bạch này có nghĩa là trắng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số Hán tự điển hình của bộ bạch, ví dụ như là chữ bách có thêm một chữ, một cái nét ngang đúng nhỉ, có thêm một chữ nhất ở trên thì đã tạo chữ bách nhá. Nhé cự N5 này là 100 này. Chữ đích của N4, mato là cái bia để ngắm bắn đúng nhỉ, cái đích. Hoặc là trong từ mục tiki là mục đích. Chữ dai, mina hoặc là mina nghĩa là tất cả đúng nhỉ. Hoặc là trong từ kai kyu, giai cấp chẳng hạn. Đây là chữ hoàng, N1 trong từ hoàng đế này. Tiếp theo chúng ta có 105, 107. 107 là bộ bì, có nghĩa là da. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Chúng ta có chữ Hán tiêu biểu đó là chữ bì của N3, kawa, có nghĩa là
Da đúng không? Đấy. Hoặc trong từ hi phư, chữ bì và chữ phu có nghĩa là da nhá. Chữ phá của N2 này, chữ phá là yabu deru, có nghĩa là rách, hoặc là yabu ru là làm rách, hoặc trong từ hasan phá sản. Tiếp theo chúng ta có bộ 108 là bộ mãnh. Bộ mãnh có nghĩa là đĩa, đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư và nét thứ năm. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ mãnh của N4, Sara này là cái đĩa, chữ thịnh của N3, Sakan, Sakana có nghĩa là thịnh hành, hoặc là trong từ moru đúng nhỉ, đơm múc này. Từ ghép thì chúng ta có thể có trong từ gì đấy, trong từ OC đúng không? Đấy, OC là chữ vượng và chữ thịnh, có nghĩa là một thứ gì đó nó rất là nhiều, nó rất là tràn đầy. Đấy, ví dụ một người mà rất là ham ăn, háu ăn ấy, thì có thể dùng từ shokuyoku OC. Chữ x của N2 nhé, x này trong từ vô ích chẳng hạn, mu eki, hữu ích, yu eki, hoặc là trong từ lợi ích, di eki. Chữ giám N1, giám trong từ giám sát, can sát sự. Tiếp theo chúng ta có bộ 109 là bộ mục, có nghĩa là mắt. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ quan trọng. Các chữ Hán của bộ này nó thường liên quan đến mắt và các hoạt động. Chúng ta cùng quan sát cách viết. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Các chữ Hán này chúng ta có chữ mục N5 đọc là mê, là kunyomi nghĩa là mắt, hoặc là mô cự trong từ mục tiki đúng nhỉ, mục đích này. Chữ chân N4, chân này sẽ đọc âm cun là ma. Đấy, ví dụ trong từ ma ushiro có nghĩa là ngay đằng sau, hoặc là gì nhỉ, hoặc là manaka là chính giữa, hoặc là trong từ có thể nó có một cách đọc khác đấy là makoto nữa. Cách đọc âm onyomi là shin, ví dụ trong từ shinjitsu là chữ chân và chữ thực, có nghĩa là chân thật. Chữ miên N3 này, nemuru là ngủ nhá. Đấy, khi ngủ thì chúng ta phải nhắm mắt đúng không, hoặc là trong từ suimin đúng nhỉ. À xin lỗi, không phải là suimin mà là saimin, có nghĩa là thôi miên. Chữ nhãn N2, nhãn có nghĩa là mắt đúng không, chúng ta rất là quen thuộc với cái âm Hán Việt này rồi, manako, hoặc là trong từ gan đúng nhỉ, quả nhãn của chúng ta ấy, thì bên Trung Quốc người ta gọi là long nhãn, cũng có một số nơi ở Việt Nam mình gọi là long nhãn, thì ở bên Nhật nó gọi quả nhãn là ryugan các bạn nhé. Chữ long và chữ nhãn ghép lại với nhau. Chữ đồng, đồng này trong từ đồng tử con ngươi, hitomi là Hán tự N1, thì đấy các bạn thấy là đều gần liên quan đến con mắt đúng không. Tiếp theo này chúng ta có bộ 110 là bộ mâu. Bộ mâu có nghĩa là cái giáo. Đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư. Và nét thứ năm. Kanji điển hình chúng ta có luôn, đây là chữ mâu của N1 nha. Chữ mâu này đọc là hoko, có nghĩa là cái giáo đúng nhỉ. Đấy, cái giáo là cái vật dài được bịt đầu nhọn và dùng để đâm đấy. Hoặc là trong từ gì đây nhỉ, trong từ mâu thuẫn nó sẽ đọc là mưu đúng không, mưu dương. Tiếp theo chúng ta có bộ 111 là bộ thỉ, có nghĩa là mũi tên. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số chữ Hán điển hình chúng ta có chữ thỉ N5, ya có nghĩa là mũi tên này. Chữ chi N4, siru là biết, shiraseru là thông báo, hoặc là trong từ chisiki là kiến thức, tri thức. Chữ kiểu N1 là chỉnh sửa, ví dụ trong từ kyoce đúng nhỉ. Kyoce là người ta ghép chữ chữ kiểu và chữ chính lại với nhau. Đấy, người ta dùng mang nghĩa là chỉnh sửa nhá. Ví dụ như là chỉnh răng, niềng răng ấy, người ta sẽ dùng cái từ này. Tiếp theo chúng ta có bộ 112 là bộ thạch. Bộ thạch là một chữ Hán luôn và mang nghĩa là đá. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Thì thông thường các Hán tự bộ thạch nó sẽ liên quan đến đá các bạn nhé. Chúng ta cùng quan sát. Chữ đầu tiên là chữ thạch, N5 ishi này là đá này. Đấy. Chữ nghiên N4, nghiên này trong từ nghiên cứu, hoặc là mài đúng nhỉ, mài mài dao ấy, tô gự.
Kenkyu là nghiên cứu nhá, chữ sa là cát của N3, Sina đúng nhỉ, hoặc trong từ sa bác cự là sa mạc. Chữ sở, sở là cái đá dùng để lót nền nhá, Ishizue, Ishizue, hoặc là trong từ cơ sở, Kiso. Chữ từ, từ này trong từ từ tính đúng nhỉ, từ trường có nghĩa là nam châm, đọc là ji. Tiếp theo, chúng ta có bộ 113 là bộ kỳ hoặc là tên gọi khác là bộ thị, có nghĩa là thần. Thông thường các chữ liên quan đến cái này nó sẽ là các hoạt động tín ngưỡng liên quan đến tôn giáo. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn các bạn nhé. Đây, chữ Hán đây, ở dạng bên tay trái của chúng ta. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Chúng ta thấy là nó giống là trên là chữ nhị và dưới là chữ tiểu đúng không? Bên này là dạng bộ thủ này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Dạng bộ thủ thì chỉ có 4 nét thôi, dạng chữ Hán là 5 nét. Một số kanji điển hình chúng ta quan sát chữ xã của N5. Ví dụ trong từ xã cai là xã hội này, hay từ jin dạ là chữ thần xã có nghĩa là đền thờ đạo thần. Chữ lễ của N4 trong từ shichire thất lễ này, hoặc là trong từ ode là cảm ơn. Chữ cấm của N3, ví dụ trong từ kinshi là cấm chỉ, cấm đoán. Chữ phúc của N2 đúng nhỉ? Ví dụ như là cô phúc cự là hạnh phúc. Chữ thiền của N1. Thiền này trong từ tập thiền ấy. Đấy, các bạn thấy nó đều liên quan đến tôn giáo lễ nghĩa đúng không? Tiếp theo, chúng ta có bộ 114. Tên bộ khá là lạ là bộ nhựu. Có nghĩa là dấu chân. Ở bộ này thì trông nó khá là giống chữ nội đúng không các bạn? Nhưng mà nó không phải là chữ nội đâu nhá. Đấy. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Nếu như mà gì nhỉ? Nếu như mà chúng ta xóa cái nét thứ tư này đi này và cho nét thứ năm lên đây thì nó mới thành chữ nội, nhưng mà nó dạng này thì không phải. Hán tự điển hình thì chúng ta có chữ ly của N3. Đây, chữ ly của N3 đây. Hanasu, hanaderu hoặc là trong từ ly-kon, ly hôn thì có chứa cái bộ nhựu này. Đây là một bộ cũng tương đối là ít chữ Hán cấu thành nên. Tiếp theo chúng ta có bộ 115. Bộ 115 là bộ hòa, có nghĩa là lúa. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn, nhưng mà chữ Hán này là chữ Hán ở cấp cao các bạn nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Các chữ Hán thuộc bộ hòa thường liên quan đến lúa, thực vật, trồng cấy. Ví dụ chữ thu của N5, hòa và gì nhỉ, hòa và hỏa, hòa là lúa và hỏa là lửa đúng không? Thì mùa thu là mùa mà người ta thu hoạch xong mà người ta sẽ đốt cái thân cây lúa đi ấy, aki này, mùa thu, hoặc là trong từ gì nhỉ, trong từ trung thu, chiu chiu đúng không, trung với thu ghép lại với nhau nhá. Chữ tư watashi, watakushi có nghĩa là tôi, và trong từ shibutsu, shibutsu có nghĩa là chữ tư và chữ vật, có nghĩa là cái đồ cá nhân, tư trang. Chữ chủng tane là hạt, hoặc là trong từ shuri là chủng loại này. Chữ thuế, dê. Chữ tô, tô thuế đúng không? Đấy. Chữ tô là N1. Ví dụ tô thuế là sô dê. Địa tô là chi sô, là thuế đất. Thì đều là liên quan hết. Tiếp theo chúng ta có bộ 116. Bộ 116 là bộ huyệt, có nghĩa là hang, đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Thì chúng ta thấy là nếu mà bộ huyệt này phân tích nhỏ hơn ấy, nó sẽ gồm gì đấy? Nó sẽ gồm bộ bộ miên là mái nhà và dưới là bộ bát đúng không? Chúng ta cùng quan sát một số chữ Hán của bộ huyệt nhá. Chữ đầu tiên là chữ không, N5 này, Sora là bầu trời, Kara ví dụ karate là môn võ, karate không dùng tay đúng không nhỉ? Hoặc là trong từ cư ki là không khí. Chữ nghiên, à xin lỗi, đây không phải là chữ nghiên mà đây là chữ cứu các bạn nhé. Cứu, nghiên là nãy chúng ta học ở bộ thạch nhỉ. Đây là chữ cứu của N4, là trong từ kênh kêu, nghiên cứu này. Đây là chữ đột của N3, trong từ tột gen, đột nhiên. Hoặc là trong động từ của nó sẽ dùng động từ tư cự, có nghĩa là chọc, trống. Chữ huyệt, ana, là cái lỗ, đúng không? N2. Đây chữ cùng, trong từ cùng quẫn. Đấy, tận cùng, Hán tự N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 117 là bộ lập, có nghĩa là đứng. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất,
nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ đầu tiên là chữ lập này. Tát dự là đứng này, tát tê rự là dựng đứng, dựng lên. Âm ghép thì sẽ là trong từ gì nhỉ? Ví dụ trong từ độc rít dự đúng không? Là độc lập này. Chữ chương của N2 nhá, của N3. Cái xếp trình độ này thì nó cũng tương đối là chính xác thôi chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối đâu. Chữ chương này trong từ bươn sô, chữ văn và chữ chương có nghĩa là đoạn văn, bài văn. Hoặc khi mà các bạn đọc truyện ấy thì đôi khi nhiều tác giả người ta dùng cái chữ chương này để thể hiện chương truyện mấy đấy. Chữ cạnh của N2, kiso đúng nhỉ? Hoặc là trong từ kyoso, cạnh tranh. Chữ đoan của N1, ví dụ trong từ kyokutan là cực đoan, thái quá. Bộ 118 là bộ trúc, đồng thời là một chữ Hán, có nghĩa là cây trúc. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, năm và sáu. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ trúc. Take, N5 này là cây trúc, cây tre. Chữ bút, N3 là phứ đê, hoặc là trong từ hít dự, trong từ hít xạ, tác giả, người viết, hoặc là trong từ dư hít dự là tùy bút. Chữ tịch của N2, tịch trong từ Koseki là quốc tịch, hoặc là từ Koseki là hộ tịch, hộ khẩu. Chữ phạm trong từ phạm vi, Hani của N1. Bộ 119 là bộ mễ, có nghĩa là gạo. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ mễ của N5 này, cô mê là gạo. Âm onyomi là B, chữ mễ này tượng trưng cho nước Mỹ nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ ngoài tên gọi là America ấy, thì chúng ta còn gọi là B quốc cự, chữ mễ và chữ quốc. Chữ phấn của N3, kona là bột, đúng nhỉ? Hoặc là phun trong từ ca phun sổ có nghĩa là trứng dị ứng phấn hoa. Ca phun là phấn hoa. Chữ đường của N2, chữ đường này các bạn lưu ý này, nó ghép bởi bộ mễ là liên quan đến gạo. Bên tay phải ấy là chữ đường trong từ nhà đường, chiều đường nhá, một triều đại ngày xưa. Thì ghép lại ra chữ đường, đường này là đường ăn đúng nhỉ? Đấy. Ngày xưa đường người ta làm từ gì nhỉ? Từ lúa. Các bạn có tin là đường người ta làm từ lúa chứ không phải làm từ mía không? Ngày xưa người ta làm đường mạch nha ấy, là người ta lên men từ từ cây lúa đấy, từ mầm mạ đấy. Trong từ sato là đường này, chữ lương, lương trong từ lương thực nhá. Kanji N1. Bộ 120 cũng là bộ cuối cùng ở trong cái buổi, trong cái video này của chúng ta, là bộ mịch, có nghĩa là tơ chỉ. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ rất quan trọng. Bộ này chứa rất nhiều chữ Hán. Đấy. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thông thường các chữ Hán liên quan đến bộ mịch ấy, nó thường liên quan đến sự kết nối, liên kết giữa người với người. Chúng ta cùng xem chữ mịch của N5 này, Ito là sợi chỉ. Chữ chỉ N4, Kami là giấy. Chữ biên, A mự là đan, hoặc là trong từ Henshu là biên tập. Chữ tổ, cư mự là lập, hoặc là trong từ Soshiki là tổ chức. Chữ võng, Ami là lưới, bộ thủ 121 là bộ phữu, có nghĩa là đồ sành. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì chúng ta thấy chữ phữu này, bộ phữu này có thể coi là kết hợp giữa chữ ngọ và chữ sơn đúng không? Kanji điển hình chúng ta có chữ phữu của N3 có nghĩa là cái lon đúng nhỉ? Ví dụ như là can chẳng hạn. Tiếp theo, bộ 122 là bộ võng. Bộ võng này có nghĩa là lưới. Có 3 dạng như sau. Thì dạng được sử dụng nhiều nhất đó là dạng ở giữa. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm. Dạng ở giữa này rất là nhiều người đã nhầm lẫn sang và gọi đây là bộ mục. Bởi vì rất là giống hình bộ mục khi chúng ta gì nhỉ? Chúng ta đặt nằm ngang đúng không? Nhưng mà đây là bộ võng, các bạn lưu ý nhá. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư. Về kanji điển hình chúng ta có một số chữ Hán như sau. Chữ chí của N3, đây các bạn nhìn thấy này, ở phần trên cùng đúng không nhỉ? Là ở dạng giữa đây.
Chữ chí của N3 có nghĩa là đặt để, ô cử hoặc là trong từ. Y chi vị trí này. Chữ phạt của N2 ví dụ trong từ chô bát dự có nghĩa là trừng phạt. Chữ mạ của N1 có nghĩa là lăng mạ, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 123. Bộ 123 là bộ dương, có nghĩa là cừu. Trong tiếng Việt thì dương thường dịch nghĩa là dê, nhưng mà trong tiếng Nhật dương là cừu, các bạn lưu ý nhá. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Có một dạng của bộ dương này, đó là mất cái phần đuôi này đi ở trong một số chữ Hán khác. Chúng ta cùng theo dõi các cái chữ Hán điển hình của bộ dương này. Chữ dương của N5, Hitsuji là con cừu. Chữ trước của N4, Kiru là mặc hoặc là Tsuku là đến nơi. Hoặc là trong từ Shuchaku có nghĩa là chấp trước, chấp niệm, lưu luyến đấy. Chữ nghĩa của N3 đây chính là cái dạng mà chữ dương đã bị gì nhỉ? Đã bị mất một cái đuôi đi. Đấy. Nghĩa này trong từ Segi chính nghĩa hoặc là Igi ý nghĩa. Chữ quần của N2, Mureru là tụ tập này. Hoặc là trong từ Gunshu quần chúng. Chữ tiện của N1, Urayamashi có nghĩa là ghen tị. Tiếp theo, chúng ta có bộ 124 là bộ vũ, có nghĩa là lông vũ. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Ở dạng bên tay phải thì là dạng chữ vũ ở trong một số cái phông chữ khác. Một số Hán tự điển hình của chữ vũ chúng ta có thể theo dõi đây. Đầu tiên là chữ vũ N5 Hane này là cánh này. Chữ tập N4 Narau là học, đúng không? Hoặc là trong từ Denshu luyện tập. Chữ dực N3 Yoku, ví dụ trong từ Yokujitsu là ngày hôm sau. Chữ dực N2, chữ này có nghĩa là cánh, đúng không? Tsubasa. Chữ phiên N1 trong từ Honyaku, phiên dịch. Tiếp theo chúng ta có bộ 125. Bộ 125 là bộ lão, có nghĩa là già. Đây đồng thời là một chữ Hán. Dạng chữ Hán là dạng ở bên tay trái, còn bên tay phải là dạng bộ. Đã mất đi cái phần ở dưới. Phần ở dưới nếu các bạn quan sát đây chính là bộ chỉ, là cái thìa, đúng không? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Ở dạng bên tay trái thì mất cái phần nét thứ năm và thứ sáu ở dưới đi. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ khảo nhá. Chữ khảo thuộc trình độ N4 là chữ thuộc bộ này. Khảo trong từ Sanko, đúng không nhỉ? Tham khảo này, hay trong từ Shiko, tư khảo có nghĩa là suy nghĩ, hoặc dạng âm kun là Kangaeru. Bộ 126 là bộ nhi, có nghĩa là mày. Các bạn lưu ý nhi đây không phải là trẻ con, không phải là chữ nhi trong nhi đồng đâu. Đấy là chữ Hán, còn bộ thủ là bộ nhi có nghĩa là mày. Đây đồng thời là một chữ Hán cao cấp. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ nại, N1, tài rự là chịu đựng, hoặc là trong từ nhìn tay, nhẫn nại. Tiếp theo chúng ta có bộ 127 là bộ lỗi, có nghĩa là cái cày, cái bừa của chúng ta ấy. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Trông khá là giống bộ mộc đúng không nhỉ? Nhưng mà nó sẽ có thêm nét. Hán tự điển hình thì chúng ta có chữ hao của N1 nhé. Từ shomo, tiêu hao. Tiếp theo chúng ta có bộ 128 là bộ nhĩ, có nghĩa là tai. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Các chữ Hán thuộc bộ nhĩ thì thông thường liên quan đến các hoạt động của tai. Ví dụ chữ văn N5 ki cự là nghe hoặc là hỏi. Shimbun là báo đúng không? Chữ chức của N3 này trong từ shokugyo chức nghiệp có nghĩa là nghề nghiệp, công việc. Chữ thính của N1 ki cự là nghe. Nghe này thì nó sẽ mang tính chất là nghe một cách kỹ lưỡng. Nghe bằng cả con tim, đúng không nhỉ? Lắng nghe so với lại cái nghe của
chữ văn N5 này nhá, trong từ chokai, chữ Hán là thính giải, nghĩa là nghe hiểu, một phần thi rất quan trọng trong GPT đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 129 là bộ duật. Bộ duật có nghĩa là bút, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu, nét cổn, nét cuối cùng. Bộ duật này có trong khá là nhiều chữ. Ngoài dạng liệt kê ở chữ túc này thì chúng ta còn có chữ luật, cũng có bộ duật này này. Và chữ kiến, đúng nhỉ? Cũng có cái bộ này, kiến trong từ kiến xét dự, kiến thiết ấy, xây dựng ấy. Chữ túc là kanji N1 chứa bộ duật này. Túc trong từ genshuku có nghĩa là nghiêm túc. Tiếp theo chúng ta có bộ 130 là bộ nhục. Nhục này không liên quan gì đến ô nhục hay là nhục nhã, sỉ nhục gì cả, đúng nhỉ? Nhục này có nghĩa là thịt. Đấy. Chẳng hạn như trong từ cốt nhục đấy, có nghĩa là thịt, đúng nhỉ? Thì có hai dạng này, dạng ở bên tay trái của chúng ta đây là chữ nhục. Đấy, một chữ Hán luôn, đúng không? Dạng bên tay phải là dạng bộ khi mà đi kèm với lại một số chữ Hán khác. Thì thông thường ở dạng này ấy, rất là dễ nhầm lẫn với chữ nguyệt, cho nên là một số ý kiến là người ta cho rằng hai bộ nguyệt và bộ nhục là một. Nhưng mà thật ra về mặt ý nghĩa gần như hoàn toàn khác nhau, cho nên là chúng ta có thể dựa vào cái mặt ý nghĩa của những cái Hán tự liên quan đến bộ nhục, nó sẽ là liên quan đến phần gì nhỉ? Phần thịt, đúng không? Các bộ phận ở cơ thể nhá. Chúng ta cùng theo dõi này, chữ nhục của N4 này, ni cự, thịt. Vị N3, y trong từ y trồ, vị tràng nghĩa là dạ dày, hoặc là yên là vị viêm, viêm dạ dày, đau dạ dày. Chữ hung N2, mư nê là ngực. Đấy. Hoặc là kiều, đúng không nhỉ? Chữ phế, phế trong từ phế quản, đúng không? Phế trong tiếng âm Hán Việt là phế và có nghĩa là phổi. Hai N là viêm phổi chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta thấy là những cái bộ phận trên cơ thể người ấy, ví dụ như là gì nhỉ? Như chữ, ngoài những chữ này có thể có thêm một số chữ nữa là chữ não chẳng hạn, nô, hay là chữ trồ là chữ tràng, trường có nghĩa là ruột, vân vân. Thì đều là bộ nhục này nhá, không phải bộ nguyệt. Tiếp theo chúng ta có bộ 131, đó là bộ thần. Bộ thần có nghĩa là bầy tôi, đồng thời là một chữ Hán. Hán tự điển hình, trước khi xem Hán tự điển hình chúng ta xem cách viết của nó nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Trông khá là giống chữ cự, đúng nhỉ? Trong từ cự ly, kyo đi, hoặc là trong từ gì đấy, trong từ không phải cự ly mà là trong từ kyo đai, cự đại có nghĩa là to lớn khổng lồ, và nó có thêm hai cái nét này nữa. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ thần của N3, ví dụ trong từ đai jin chẳng hạn, đại thần này. Chữ lâm của N1, nozomu có nghĩa là hướng tới, chuẩn bị, hoặc là trong từ dinji, lâm thời này, ví dụ, hoặc là dinki ohen, một cái cụm từ 4 chữ đúng không, có nghĩa là tùy cơ ứng biến. Tiếp theo chúng ta có bộ 132 là bộ tự, có nghĩa là chính mình. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Chúng ta có chữ Hán điển hình là chính chữ tự luôn. N4 đúng nhỉ? Cái chữ này thì có âm kunyomi là mizukara, đúng nhỉ? Mizukara hoặc là onozuto nhá. Âm onyomi là ji, jibun, chúng ta rất là quen rồi. Bản thân này, hoặc là trong từ jido là tự động. Chữ sú N1 là kusai, là mùi, đúng nhỉ? Mùi thường là những mùi khó chịu. Tiếp theo chúng ta có bộ 133, đó là bộ chí. Bộ chí này có nghĩa là đến hoặc là rất. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Như vậy chúng ta thấy là bộ chí là bộ kết hợp bởi bộ nhất, bộ tư và bộ thổ, đúng không? Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ chí của N3, itaru, đúng không? Đạt đến, đạt tới. Sau này học N1 các bạn sẽ học rất là nhiều ngữ pháp mà có cái chữ chí này nhá. Ví dụ là ni itaru made là đến, hoặc là ni itatte ngay cả, đến như là ai đó này. Chữ chí này cũng trong từ đông chí và hạ chí đấy. Chữ chí của N2
Đây là trong từ itas là khiêm nhường ngữ của suru, khiêm nhường ngữ của động từ làm. Hoặc trong từ chi mê có nghĩa là chí mạng, chí mệnh. Tiếp theo chúng ta có bộ 134 là bộ cữu, có nghĩa là cái cối, nghe tên khá là lạ. Đây đồng thời là một chữ Hán, nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình thì của chữ này không có nhiều lắm, chúng ta có bộ, chúng ta có chữ Hưng của N1. Đây, đọc là cô hoặc là kiều. Ví dụ trong từ cô phương là hưng phấn, hoặc trong từ kiều mi, đúng nhỉ? Chữ hưng và chữ vị có nghĩa là quan tâm, hứng thú. Tiếp theo, bộ 135 là bộ thiệt, có nghĩa là lưỡi. Đây đồng thời là một chữ Hán, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Nó là bộ thiên ở trên và bộ khẩu ở dưới, đúng không? Ghép lại ra bộ thiệt. Hán tự điển hình chúng ta có chữ thiệt của N3 này, sita là cái lưỡi, chữ xá của N2. Xá này nó ghép trong từ inaka là nông thôn đấy, chữ điền và chữ xá, đúng nhỉ? Hoặc là trong từ cô xạ, chữ hiệu và chữ xá có nghĩa là tòa nhà trong trường học. Chữ phố của N1 nhé. Phố này trong từ thành phố đấy, khu phố. Tiếp theo, chúng ta có bộ 136 là bộ xuyễn. Bộ xuyễn có nghĩa là lẫn lộn. Thông thường là các bộ về sau nó sẽ có tên khá là lạ, các bạn không cần nhớ cái tên này lắm đấy, các bạn quên tên được nhưng chú ý là nhớ cái mặt chữ. Bộ xuyễn có nghĩa là lẫn lộn và đồng thời là một chữ Hán, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ vũ của N3, ma ự là múa, đúng không? Hoặc là trong từ gì nhỉ? Kabuki này, ca vũ kỹ là một nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản. Đấy. Hoặc trong từ butai, vũ đài là sân khấu. Tiếp theo chúng ta có bộ 137 là bộ chu. Bộ chu có nghĩa là thuyền, đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì thông thường các chữ Hán bộ chu này nó sẽ liên quan đến thuyền, tàu nhé các bạn nhé. Ta cùng xem này. Chữ đầu tiên là chữ thuyền của N3, Fune. Hoặc là Funa trong từ Funabin chẳng hạn. Gửi bằng đường biển đúng nhỉ? Và trong từ Sencho, thuyền trưởng. Chữ đĩnh N2. Đĩnh này là thuyền lớn, thuyền to này, đọc là T. Chữ hạm N1, ví dụ từ Kantai, hạm đội, hoặc là Senkang là chiến hạm, tàu chiến. Tiếp theo chúng ta có bộ 138 là bộ cấn, có nghĩa là khỏe bói. Đây đồng thời là một chữ Hán, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ lương của N5. Lương này trong từ đọc là y hoặc là yoi đúng không? Còn khi mà ghép âm đọc là điều, từ gen điều, thiện lương, lương thiện chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có bộ 139 là bộ sắc, trong từ màu sắc. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhé. Chữ Hán này các bạn đã học ở các cấp sơ cấp rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sắc của N5, iro là màu này, là trong các từ như là từ keshiki là cảnh sắc, hay là từ tokusoku là đặc sắc. Chữ diễm của N1, suya, suya là gì nhỉ? Là độ bóng đúng không? Độ óng mượt, ví dụ như mái tóc mà có cái sự óng mượt ấy, đấy, thì dùng người ta dùng cái từ suyagaru. Diễm này trong từ kiều diễm của tiếng Việt mình ấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 140 đó là bộ thảo. Bộ thảo có nghĩa là cỏ. Có hai dạng, dạng bên tay trái và dạng bên tay phải. Bên trái là dạng gốc, bên tay phải là dạng đã được giảm thể. Thì thông thường chúng ta hay gặp ở dạng bên tay phải này nhiều hơn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Bên này sẽ là
nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba. Thì thông thường các chữ Hán liên quan đến bộ thảo ấy, nó sẽ liên quan đến cây cỏ đấy. Và đây là một bộ tương đối quan trọng nhé, có khá là nhiều chữ Hán liên quan thuộc bộ này. Chúng ta có này, chữ hoa N5, Hana là hoa, hoặc là trong từ cabin đúng không? Hoa bình là bình hoa. Chữ dược Kusudi N4 có nghĩa là thuốc, hoặc là trong từ dokuyaku là độc dược này, thuốc độc. Chữ khổ N3 là, đúng không nhỉ? Kurushi là khổ cực, nigai là đắng. Hay là trong từ kutsu, chữ khổ và chữ thống có nghĩa là khổ đau, đau đớn. Chữ hoang N2 arai hoang vu, hoặc là trong từ koya là hoang dã. Chữ dụ N1 imo là củ khoai tây nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 141, đó là bộ hổ. Bộ hổ này có nghĩa là con hổ. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Một số Hán tự điển hình của chữ này thì thường tương đối là khó. Nó là những cái chữ Hán cao cấp, ví dụ chữ ngược. Chữ ngược của N1 đấy, shitageru chẳng hạn, là ngược đãi này, hay là gekutai là ngược đãi luôn nhá. Chữ hư của N1 munashi có nghĩa là trống rỗng, vô vị, hay là trong từ hư vô kyomu. Tiếp theo chúng ta có bộ 142, đó là bộ trùng. Bộ trùng này có nghĩa là côn trùng, và thông thường các loài côn trùng của chúng ta sẽ là cái bộ này. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Chúng ta cùng quan sát một số cái chữ Hán điển hình. Chữ trùng của N5 mushi, hoặc là côn trư côn trùng này. Chữ văn của N2 đây là cờ con muỗi, phong là N1 đúng nhỉ, hachi con ong. Ngoài ra có nae là con ruồi này. Tiếp theo chúng ta có bộ 143 là bộ huyết. Bộ huyết có nghĩa là máu, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Thì bộ huyết này rất là giống cái bộ mãnh là đĩa đúng không nhỉ, nhưng mà có thêm một cái nét thứ nhất này, nó dẫn đến sự khác biệt nhé. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ huyết của N3 đấy, huyết là chi đúng không nhỉ, máu này. Ở trong từ âm onyomi của chữ huyết là ketsu, ví dụ từ sự ketsu xuất huyết, chảy máu. Hay là ken ketsu là hiến huyết, là hiến máu đấy. Chữ chúng của N2, chúng là trong từ gunshu quần chúng, hoặc là cô sư công chúng nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 144 là bộ hành. Bộ hành có nghĩa là đi. Đây đồng thời là một chữ Hán quen thuộc rồi đúng nhỉ? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Một số Hán tự điển hình của chúng ta. Chữ hành N5 y cự là đi, hoặc là okonau là tiến hành này, hoặc là trong từ ginko ngân hàng. Cái này có cách đọc là hành hoặc là hàng đúng nhỉ? Ginko là ngân hàng này, Shinko là tiến hành, hoặc là trong từ hành chính đúng nhỉ, Gyose. Chữ thuật của N3 âm kunyomi là sube, có nghĩa là mẹo, kỹ thuật, phương pháp. Âm onyomi là jutsu, trong từ bijutsu mỹ thuật, hoặc là trong từ gijutsu kỹ thuật. Vệ của N2, vệ trong từ vệ tinh chẳng hạn, ec, hoặc là vệ sinh cũng là ec nhá. Chữ xung của N1, xung này trong từ shototsu là xung đột, có nghĩa là đâm, va chạm đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 145 là bộ y, có nghĩa là quần áo, y này trong từ y phục đúng không nhỉ? Ở dạng bên tay trái là dạng chữ Hán, bộ này cũng là một chữ Hán luôn này. Dạng bên tay phải là dạng bộ, thông thường thì chúng ta hay gặp cái dạng bên tay phải là nhiều hơn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Ở dạng tay phải này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Như vậy là ít hơn một nét so với lại dạng chữ Hán đúng không? Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ y của N4. Y này trong từ y phục cự là quần áo. Chữ đại, fukuro, N3 có nghĩa là cái túi đúng không? Chữ bổ N2, oginau là bổ sung. Hoju cũng là bổ sung này. Chữ cư, sư-sô. N1 là gì nhỉ? Tà áo. Thông thường những cái liên quan đến áo quần trang phục thì nó sẽ có cái bộ này. Tiếp theo chúng ta có bộ 146 là bộ tây. Bộ tây đồng thời là một chữ Hán nhé.
có nghĩa là phía Tây. Dạng bên tay trái đó là dạng chữ Hán, dạng bên tay phải là dạng bộ và thông thường là sẽ là phần trên của một số chữ. Chúng ta cùng quan sát một số Hán tự điển hình của bộ Tây. Đầu tiên là chữ Tây N5, Nishi này, hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ Đông Tây đúng không? Tô Dài. Chữ yếu của N3, Iru là cần này, hoặc là trong từ Hitsio là cần thiết, tất yếu. Chữ Phúc của N2, đúng nhỉ? Chữ này là ô, có nghĩa là che, hoặc là kutsugaeru, kutsugaesu có nghĩa là làm lật. Đấy. Chữ bá của N1 nhá, bá, bá là trong từ tiếng Việt mình hay có từ bá đạo ấy, hoặc là hùng bá ấy, chẳng hạn, thì bá này có nghĩa là những người mà có cái sức ảnh hưởng lớn, ha xạ chẳng hạn, bá giả là những người mà có cái quyền lực, có cái sức mạnh khiến người khác phải nể sợ. Tiếp theo chúng ta có bộ 174 là bộ kiến, có nghĩa là xem, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Thì các chữ Hán của bộ kiến ấy thông thường nó liên quan đến hoạt động của mắt. Chúng ta có chữ kiến N5 mi rự này là nhìn này, hoặc trong từ iken là ý kiến. Chữ thân N4 oya bố mẹ, shitashi là thân thiết, hoặc là trong từ shinzen đúng không, thân thiện. Chữ quan N3 mi rự là nhìn, quan sát, hoặc là trong từ kansatsu đúng không, quan sát này. Chữ thị của N2 cũng là mi rự, nghĩa là thị sát, trong từ kinshi cận thị, hoặc là trong từ shisatsu thị sát này. Chữ lãm của N1 trong từ tên đăng cài có nghĩa là triển lãm nhé. Thì các chữ Hán các bạn thấy là đều liên quan đến hoạt động của mắt đúng không. Tiếp theo chúng ta sang bộ 148, đó là bộ giác. Bộ giác đồng thời là chữ Hán luôn, chữ giác này có nghĩa là góc hoặc là sừng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ giác của N4, kado là góc này, hoặc là tsuno là cái sừng, và trong từ si các cự tứ giác. Nói chung là sang các cự là tam giác, si các cự là tứ giác, go các cự là lục ngũ giác đúng không nhỉ? Góc hình bao nhiêu cạnh thì chúng ta sẽ dùng cái số cộng với chữ giác này. Tiếp theo chữ giải của N3, tô cự là giải tỏa đúng không? Và trong từ cai kết sự giải quyết nhé. Chữ xúc N2 trong từ sawaru là sờ, hoặc là fureru là chạm này, hoặc trong từ sesoku có nghĩa là tiếp xúc. Bộ 149 là bộ ngôn. Đây là một bộ rất quan trọng, chứa rất nhiều Hán tự. Bộ ngôn đồng thời là một chữ Hán có nghĩa là nói. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Thì các chữ Hán thuộc bộ ngôn ấy nó liên quan đến các hoạt động liên quan đến ngôn ngữ, ngôn từ. Ví dụ chúng ta có chữ đọc của N5, vô mự là đọc, trong từ đọc cư xạ là độc giả này, thuyết, tô cự là hướng dẫn đúng nhỉ, hoặc là mang tính chất là thuyết phục. Setsume là thuyết minh. Chữ dịch N3 wake này, lý do, và trong từ suya cự là thông dịch. Chữ luận N2 trong từ ronten luận điểm, hoặc trong từ ron đi nhá. Chữ luận và chữ lý có nghĩa là lý luận. Chữ thệ của N1 chikau có nghĩa là thề, hoặc trong từ seyaku là thệ ước. Đấy, lời hứa. Sensei là chữ tuyên và chữ thệ đúng không? Một bộ quan trọng, các bạn hãy nhớ kỹ cái bộ ngôn này nhá, 149. Rồi, bộ 150, bộ cuối cùng ở trong cái bài học này đó là bộ cốc, có nghĩa là thung lũng, đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chúng ta có chữ Hán điển hình của chúng ta là chữ cốc, tani là thung lũng. Bộ 151 là bộ đậu, có nghĩa là hạt đậu. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Kanji điển hình chúng ta có chữ đậu của N4, mame này, hay là trong từ tô như là chữ đậu và chữ nhũ có nghĩa là sữa đậu nành. Chữ phong của N3,
Như ta cờ có nghĩa là phong phú, giàu có này, hoặc thêm từ hô phư, phong phú nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 152 là bộ thỉ. Bộ thỉ có nghĩa là con lợn. Chúng ta cùng xem các nét và cách viết này. Nét thứ nhất, 1 này, 2 này, 3 này. Nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Một số chữ Hán chứa bộ thỉ. Đầu tiên là chữ tượng của N3. Tượng là con voi này. Rồi, chữ thỉ N2. Bư tờ là con lợn đúng không? Chữ hào N1. Hào này trong từ cường hào đấy, hay là hào phú đấy. Từ vựng trong tiếng Nhật thì có từ go cờ. Chữ hào và chữ hoa ghép lại có nghĩa là xa hoa, xa xỉ. Tiếp theo, chúng ta có bộ 153 là bộ trĩ, có nghĩa là loài bò sát. Đây là một bộ tương đối là khó nhớ và cũng không có quá nhiều Hán tự được tạo thành từ cái bộ này trong cái bảng sử dụng Hán tự. Chúng ta học biết tham khảo thêm nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Kanji điển hình chúng ta có chữ mạo của N1. Ví dụ chúng ta có từ tướng mạo hay là dung mạo đấy. Yobo, chữ dung gắn với chữ mạo luôn này. Tiếp theo, bộ 154 là bộ bối, có nghĩa là con ốc, bối trong từ bảo bối đấy. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Nếu mà phân tích nhỏ hơn thì chữ bối này, bộ bối này nó ghép bởi bộ mục là mắt và dưới là bát đúng nhỉ? Thì đây là một bộ quan trọng. Ở các chữ Hán liên quan đến bộ này nó thường liên quan đến tiền bạc của cải nhá. Chúng ta cùng quan sát một số cái chữ Hán tiêu biểu. Chữ mãi N5 kha là mua hoặc là bay đúng nhỉ? Đấy, ví dụ như là bay bay, mãi mãi có nghĩa là mua bán. Chữ thải N4 kas là cho vay cho mượn này. Tài N3 giai sang tài sản này. Chữ hóa N2 ví dụ trong từ giặc cờ chẳng hạn có nghĩa là tạp hóa. Chữ cống, Hán tự N1, Mitsugu là cống nạp, học trong từ cô ken, cống hiến. Tiếp theo chúng ta có bộ 155 là bộ xích. Bộ xích này có nghĩa là màu đỏ, đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ xích của N5. Aka đúng nhỉ, màu đỏ này. Hoặc là đọc là Seki trong từ Sekido là xích đạo, đường xích đạo đấy. Chữ xá của N1 ví dụ trong từ Onsha là chữ ân và chữ xá, hay là Tokusha là đặc xá. Xá này có nghĩa là tha tội, tha lỗi cho. Tiếp theo, chúng ta có bộ 156 là bộ tẩu. Bộ tẩu có nghĩa là chạy và đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chữ này tạo ra khá nhiều chữ Hán. Chúng ta cùng quan sát một số chữ tiêu biểu là chữ tẩu hashiru của N5 nghĩa là chạy, hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ toso là đào tẩu đấy, là trốn thoát, chạy thoát, chạy trốn. Chữ khởi okiru thức dậy này, hoặc là xảy ra này, okoru cũng là xảy ra, oko sự là gây ra. Âm ghép thì nó sẽ đọc là ki đúng nhỉ? Ví dụ trong từ ki gyo khởi nghiệp, ki đô khởi động. Chữ Việt N3 có nghĩa là vượt qua, cô sự hoặc là cô eru hoặc là chính là trong cái chữ Việt Nam của chúng ta đấy. Ngoài cách đọc là betonamu thì còn cách đọc khác đấy là etsunan. Cái cách đọc này thì ít dùng hơn nhưng mà nó ghép bởi chữ Việt và chữ Nam. Chữ thú N2 đúng nhỉ? Cái chữ này các bạn rất là quen thuộc trong cái từ shumi là sở thích rồi. Âm kunyomi của chữ này là omomuki nhá, có nghĩa là cái sự thú vị. Đây là chữ phó của N1. Âm kun là omomu, trong từ omomuku có nghĩa là đi nhận việc, đi nhận chức. Và trong trong từ ghép nó là từ funin cũng nghĩa là đi nhận việc. Tiếp theo chúng ta có bộ 157 là bộ túc.
Bộ túc này có nghĩa là chân, đây đồng thời là một chữ Hán. Thì ở dạng bên tay trái của chúng ta là chữ túc, chữ Hán túc, còn dạng bên tay phải là dạng bộ thủ. Ở dạng bộ thủ thì thông thường nó sẽ ở bên tay trái của các chữ và nó biến đổi đi một chút so với lại dạng bên này. Chúng ta cùng xem cách viết này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Bên này sẽ là nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Các chữ Hán của bộ túc thông thường sẽ liên quan đến hoạt động của chân hoặc là những thứ liên quan đến chân. Ví dụ này, chữ túc N5 Asi đúng không nhỉ? Có nghĩa là cái chân. Ta đi đự là đủ này. Ta sự là cho thêm, bổ sung thêm này. Hay là trong từ phư số cự có nghĩa là thiếu, không đủ. Chữ lộ của N4 nhé. Chữ lộ này có nghĩa là con đường. Ví dụ chúng ta tiếng Việt chúng ta có từ quốc lộ ấy đúng không nhỉ? Hay là đại lộ. Lộ này ví dụ trong từ đô độ là chữ đạo của chữ lộ nghĩa là con đường này. Chữ dũng của đô đự là nhảy đúng không? Nhảy múa. Chữ khiêu thô bự là bắn ra. Ví dụ bùn bắn thì dùng cái chữ này. Hà nê rự là nhảy, ví dụ cá nhảy này hay có thỏ nó nhảy thì dùng cái từ này nhé. Hoặc là nhảy cao đúng không? Chữ đạp phư mự là dẫm đạp này. Thì các bạn thấy là gần như đều liên quan đến chân và hoạt động của chân đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 158 là bộ thân. Bộ thân có nghĩa là thân thể và đây là một chữ Hán. Tiếp theo chúng ta cùng theo dõi cách viết nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Cái chữ thân này tương đối là khó viết. Đây đồng thời là chữ Hán và được học ở trong chương trình N4 hoặc N3. Thì các bạn hãy theo dõi cái cách viết để có thể nhớ được cách viết của chữ này. Kanji điển hình chúng ta có chữ thân của N4 đọc là mi đúng không nhỉ? Ví dụ từ mi bưng là chữ thân với chữ phận, chữ phân đấy, có nghĩa là thân phận này, vị trí này. Hay trong từ sashimi có nghĩa là món cá sống. Còn khi ghép âm đọc là shin đúng không? Ví dụ dokushin là độc thân nhá. Đây là chữ xạ của N1. Thực ra chữ xạ này người ta sẽ xếp nó vào bộ thốn, bộ chính của nó là bộ thốn. Đấy, chứ không phải là bộ thân, nhưng mà ở đây thì ngoài chữ thân thì sensei có lấy thêm một cái chữ nữa có cấu thành đến nó. Chữ xạ này là hán tự N1 có nghĩa là bắn đúng nhỉ? Ví dụ trong tiếng Việt mình có từ thiện xạ đấy, có nghĩa là một tay bắn rất là giỏi. Xa sự là bắn nhé. Hoặc là trong từ han xạ chẳng hạn, han xạ là phản xạ. Tiếp theo chúng ta có bộ 159 là bộ xa. Bộ xa này có nghĩa là xe và đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Các chữ Hán thuộc bộ này thì thông thường liên quan đến xe cộ và vận chuyển. Và đây là một bộ quan trọng chứa khá nhiều chữ Hán các bạn lưu ý. Đầu tiên là chữ xa của N5, kuruma, hoặc là xạ trong từ đen xạ, tàu điện này. Chữ chuyển N4, korobu là ngã, hoặc là từ untem là vận chuyển đúng không? Chữ quân, gunji này, quân sự này. Chữ luân, wa là bánh xe, hoặc là trong từ Chadin đúng không nhỉ? Chữ xa ghép chữ luân có nghĩa là cái bánh xe nhé. Chudinjo là cái bãi gửi xe đạp đấy. Chữ quỹ trong từ Kido, quỹ đạo, hoặc là Kiseki, quỹ tích, hán tự N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 160 là bộ tân. Bộ tân này có nghĩa là cay hoặc là can thứ 8. Ví dụ chúng ta hay nghe thấy mấy từ như là năm tân tỵ đấy, đúng nhỉ? Năm tân sửu đấy, thì tân này chính là cái can thứ 8 đó của chúng ta. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ từ yameru có nghĩa là từ bỏ này, hoặc là trong từ di sổ đúng không nhỉ, là từ điển, từ thư. Chữ lạt có nghĩa là khiếp sợ, kanji N1. Tiếp theo chúng ta có bộ 161. Bộ 161 là bộ thần hoặc có cách gọi khác là thìn. Nó là chi thứ năm thì chúng ta rất là quen thuộc với năm, ví dụ năm canh thìn đúng không? Đấy, năm bính thìn chẳng hạn. Chính là cái này đúng không nhỉ? Liên quan đến tiếng Việt thì thìn có nghĩa là rồng. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu
và nét thứ bảy. Về Hán tự, điển hình chúng ta có chữ nông. Chữ nông của N3, nông trong từ nogyo, nông nghiệp, hay là từ noka, có nghĩa là nhà nông, nomin, nông dân, vân vân. Chữ nhục của N1, nhục này trong từ sỉ nhục đấy, nhục nhã ở tiếng Việt, đúng không nhỉ? Bujoku, vũ nhục, có nghĩa là sỉ vả, sỉ nhục. Tiếp theo chúng ta có bộ 162 là bộ trước, có nghĩa là con đường. Bạn thấy có hai dạng. Đây, dạng ở bên tay trái và dạng ở bên tay phải nhá. Dạng ở bên tay trái là dạng gốc ban đầu của nó, có 7 nét. Đấy là lý do tại sao mà các chữ Hán này đều là đang là 6 7 nét, đúng không nhỉ? Mà nhiều bạn lại bảo là cái chữ bộ xước này nó có 3 nét thôi lại cho vào, là bởi vì cái gốc của nó ban đầu là 7 nét như thế này, nhưng mà bây giờ người ta gần như không dùng cái bên này nữa mà người ta chuyển sang bên này. Này, dạng này được dùng nhiều hơn, có 3 nét thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Nhưng mà đây là tham khảo thêm nhé, bây giờ gần như không dùng nữa. Người ta dùng bên này này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. À, đôi khi có một số phông ấy, chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái nét phẩy như này, thành ra là trông như là 4 nét. À, nó sẽ có thêm một cái nét phẩy này nữa, nhưng mà cái cách viết phổ thông ở trong cái phông chung nhất sẽ là một nét phẩy. Chúng ta cùng xem một số Hán tự điển hình của bộ này. Đây cũng là một bộ tương đối quan trọng, các bạn lưu ý nhé. Đầu tiên chúng ta có chữ đạo của N5, Michi này, là con đường đúng không? Hoặc là từ đô độ, đạo lộ, có nghĩa là con đường. Chữ vận, Hakobu là vận chuyển, hoặc trong từ ưn tên luôn, vận và chuyển này. Ưn đô, vận động. Chữ truy, ô có nghĩa là đuổi theo, hoặc là trong từ truy cờ, thêm vào đúng không nhỉ? Truy kêu là tìm kiếm, mưu cầu. Chữ đào N2, nigeru có nghĩa là bỏ trốn. Tô xô là đào tẩu này. Chữ tị, sakeru là tránh đúng nhở, hoặc trong từ hinan ghép bởi chữ tị và chữ nan có nghĩa là tránh nạn. Tiếp theo chúng ta có bộ 163 là bộ ấp. Bộ ấp có nghĩa là khu đất, có hai dạng nhá. Đây là chữ Hán. Này, bộ ấp này đồng thời là một chữ Hán ở dạng bên tay trái, nhưng mà cái dạng này thì ít dùng hơn nhiều, chủ yếu là chúng ta dùng dạng ở bên tay phải là dạng bộ thủ. Đây, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Trong cái phần này nó khá giống chữ sắc đúng nhỉ, gần giống bộ sắc trong từ màu sắc. Một số Hán tự điển hình của bộ ấp. Chữ đô của N4 này, Miyako có nghĩa là thủ đô, hoặc trong từ Shuto luôn đấy, thủ đô này. Chữ bưu của N3 trong từ Yubinkyoku là bưu điện. Quận của N2, Gun. Chữ hương N1 trong từ Kokyo đúng nhỉ, cố hương, có nghĩa là quê hương. Tiếp theo chúng ta có bộ 164 là bộ rộng. Bộ rộng có nghĩa là gà hoặc là chi thứ 10. Chi thứ 10 chúng ta có gì nhỉ? Thân Dậu, Tuất Hợi đấy, thì Dậu này chính là nó nhá. Trong các năm, ví dụ năm Kỷ Dậu chẳng hạn, hay năm Canh Dậu. Đây đồng thời là một chữ Hán, nhưng mà cái chữ Hán này là chữ Hán mà ở cấp cao. Chúng ta cùng quan sát cách viết nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Không biết có phải bởi vì cái hình chữ Dậu này về mặt tượng hình trông nó khá giống cái bình rượu hay không, mà phần lớn các chữ Hán thuộc bộ Dậu này nó lại liên quan đến rượu. Đấy. Nghĩa của cái bộ Dậu là gà và chi thứ 10, thế nhưng mà các Hán tự liên quan ấy, nó lại không liên quan đến cái đấy lắm, nó lại liên quan đến rượu, hay là bởi vì là khi mà ăn thịt gà thì chúng ta sẽ dùng kèm với rượu chăng? Chúng ta cùng quan sát một số cái Hán tự. Ví dụ chữ tử của N4 này, sake này, có nghĩa là rượu này, đúng không nhỉ? Chữ tạc sư của N3 có nghĩa là giấm. Túy của N2 ví dụ là say, hoặc là trong từ ma sư, đúng nhỉ? Chữ ma và chữ túy đấy có nghĩa là tê liệt. Chữ khốc của N1 nhá, khốc này trong từ thảm khốc, tàn khốc. Đấy,
Jangkoku. Jangkoku Nasekai gọi là một thế giới tàn khốc. Tiếp theo chúng ta có bộ 165 là bộ biện. Bộ biện này có nghĩa là phân biệt rõ nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Chúng ta thấy là nó trông khá giống chữ lai đúng không? Kéo thêm, kéo cái nét thứ năm này lên một chút nữa thì giống chữ lai. Và nó giống bộ mễ đúng không nhỉ? Có thêm cái nét thứ nhất cộng với bộ mễ. Kanji điển hình chúng ta có chữ thích của N1 nhé. Trong từ kaiseku chẳng hạn, kaiseku là chữ giải, chữ thích, có nghĩa là giải thích. Tiếp theo bộ 166 là bộ lý. Bộ lý có nghĩa là làng. Ví dụ như ngày xưa tiếng Việt mình có từ lý trưởng đấy, là trưởng làng, trưởng thôn đúng không nhỉ? Đây đồng thời là một hán tự luôn. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu và nét thứ bảy. Một số hán tự điển hình chúng ta có chữ trọng của N4 là thuộc bộ này. Omoi đúng không nhỉ? Là nặng này, hay là trong từ kasanaru, kasaneru, chồng chất. Đọc là ju đúng không? Trong từ tai ju có nghĩa là thể trọng, cân nặng. Hoặc là trong từ soncho là tôn trọng. Chữ lượng hakaru là cân. Trong từ ondio âm lượng đúng không nhỉ? Là âm lượng luôn. Chữ lý của N1 này, lý này chính là trong từ kyori. Chữ đọc là đi là chữ lý này phiên ra nhé, có nghĩa là làng. Tiếp theo bộ 167 là bộ kim. Bộ kim có nghĩa là kim loại hoặc là vàng. Đây là một chữ Hán và là một bộ thủ rất quan trọng, chứa rất nhiều Hán tự. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Các chữ Hán thuộc bộ kim ấy thường nó sẽ liên quan đến kim loại. Chúng ta cùng quan sát. Ví dụ chữ kim của N5 này, kane đúng nhỉ? Okane là tiền. Ở trong từ kinzoku chẳng hạn đúng không? Có nghĩa là kim loại. Chữ kim chữ thuộc. Chữ thiết của N3, tetsu là sắt. Chữ khoáng N2, ví dụ trong từ kobutsu đúng nhỉ? Khoáng vật có nghĩa là quặng hoặc là khoáng sản này. Chữ luyện N1, ví dụ trong từ denkin là luyện kim, có nghĩa là luyện kim loại, luyện sắt thép chẳng hạn. Đây là bộ quan trọng, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ 168 là bộ trường. Bộ trường này có nghĩa là dài và nó đồng thời là một hán tự luôn, một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ trường của N5, nagai đúng nhỉ, là dài này, hoặc trong được, hoặc là đọc là chô, trong rất là nhiều từ đúng không? Trong từ cái chữ này ấy, có hai âm Hán Việt là trường hoặc là trưởng các bạn nhé. Ví dụ trong từ chonan nó sẽ là, chúng ta sẽ hiểu là trưởng nam đúng nhỉ? Đấy, chonan là trưởng nam này. Hoặc trong từ secho đúng nhỉ, thành trưởng thì chúng ta hiểu đấy là chữ này sẽ đọc là trưởng đúng nhỉ, ngược lại của trưởng thành đấy. Còn ví dụ trong từ chô sổ chẳng hạn sẽ là chữ trường và chữ sở, có nghĩa là điểm mạnh. Hoặc là trong từ gì mà đọc là trường nhỉ, có âm Hán Việt là trường, chô kỳ, trường kỳ, dài hạn. Chữ trương của N3 ghép bởi bộ cung và bộ trường đúng không? Đọc là haru có nghĩa là căng hoặc là dán này. Trong từ sutcho là công tác, đi công tác, hoặc là trong từ kincho, chữ khẩn và chữ trương có nghĩa là căng thẳng. Tiếp theo chúng ta có bộ 169 là bộ môn. Bộ môn có nghĩa là cửa. Đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Chữ này có 8 nét. Thì đây là một bộ quan trọng, chứa tương đối nhiều chữ Hán, các bạn lưu ý nhé. Đầu tiên là chữ gian N5, aida đúng không? Hoặc là ma đúng nhỉ? Hoặc là trong từ cái chữ này rất là nhiều cách đọc. Âm kun cũng nhiều mà âm on cũng nhiều. Ví dụ trong từ chữ thế và chữ gian nó sẽ đọc là gì nhỉ? Nó sẽ đọc là seiken đúng không? Đọc là ken.
chữ nhân và chữ gian con người ấy, nó lại đọc là gen, ningen. Và thời gian sẽ là gì nhỉ? Di cần là thời gian, đọc là cần. Chữ khai của N4, a cự. Hoặc là hiraku có nghĩa là mở, đúng nhỉ? Hiraku là mở một cái sự kiện nào đó. A cự là tự động từ, còn akeru là tha. Khai mạc cự này là khai mạc, và từ kokai là công khai. Chữ quan N3, kakawaru có nghĩa là liên quan đến, dính dáng đến. Hoặc trong từ kanke là quan hệ này. Chữ các này trong từ nai các cự có nghĩa là nội các. Chữ đấu, tatakau có nghĩa là chiến đấu, đấu tranh. Hoặc trong từ sento, đúng nhỉ? Chiến đấu, hán tự N1. Bộ 170 là bộ phụ, có nghĩa là gò đất. Các bạn thấy bên này có quen không? Rất quen đúng không? Nó trông rất giống bộ ấp chúng ta đã học ở phía trước, nhưng mà nó khác ở điểm gì thì tí giờ chúng ta xem phần các gì điển hình nhá. Ở bên tay trái là dạng bộ phụ chữ Hán đấy. Tuy nhiên là cái dạng này thì cũng không dùng nhiều, chủ yếu chúng ta dùng ở dạng bên này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Bên này sẽ là nhất này, hai này, ba này. Cách viết thì cũng giống hệt như là bộ ấp đúng không? À, vậy thì khác gì? À, nếu như bộ ấp ấy, nó sẽ ở bên tay phải của chữ, thì bộ phụ lại ở bên tay trái của chữ nhá. Đây, các bạn quan sát thứ chữ viện của N5. Ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi phụ và hoàn đấy. Viện, ví dụ trong từ building đúng nhỉ? Là bệnh viện này. Chữ hiểm, kewashi có nghĩa là treo leo hiểm trở. Hoặc trong từ kiken là nguy hiểm. Chữ lân, tonari là bên cạnh. Hoặc là trong từ kindin, chữ cận và chữ lân đúng nhỉ? Có nghĩa là lân cận, bên cạnh. Chữ trận của N1 này đọc là jin nhé. Ví dụ trong từ senjin, chiến trận. Bộ 171 là bộ đãi. Bộ đãi có nghĩa là đuổi bắt. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ khang của N3. Thực ra cái bộ chính của chữ khang không phải là bộ đãi này, mà là bộ nghiễm mái nhà đây này. Đấy. Nhưng mà có cấu thành bởi chữ, bởi bộ đãi, cho nên là ở đây có đề cập nhá. Khang nghĩa là cô, trong từ kenko là kiện khang, khỏe mạnh. Chữ lệ của N1, lệ này trong từ lệ thuộc, dezoku hoặc là trong từ dode, đúng nhỉ? Các bạn có đoán được dode có nghĩa là gì không? Nó là nô lệ. Tiếp theo chúng ta có bộ 172 là bộ truy, là loài chim. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Đây cũng là một bộ quan trọng, bạn lưu ý. Một số án tự điển hình chúng ta có chữ tập của N4 này, atsumaru, atsumeru, tập hợp, làm tập hợp này, thu gom. Hoặc trong từ shugo đúng không, tập hợp, shuchu, tập trung. Chữ tạp trong từ fukuzatsu là phức tạp. Chữ ly, hanaderu là cách xa đúng nhỉ, xa rời. Hanasu là làm tách ra, làm xa ra hoặc là buông. Trong từ dikon, ly hôn. Chữ hùng, osu có nghĩa là con đực này. Hoặc trong từ eyu, anh hùng, hán tự N1. Cái bộ truy này là một bộ quan trọng, các bạn lưu ý ôn tập cho kỹ. Tiếp theo chúng ta có bộ 173 là bộ vũ. Bộ vũ có nghĩa là mưa. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Đây là hình ảnh một gì nhỉ? Một trận mưa đấy. Ở đây là các đám mây và đây là những cái hạt mưa, nó hạt nước nó rơi xuống. Thì các chữ Hán thuộc bộ vũ này thông thường liên quan đến thời tiết. Và đây là một bộ quan trọng các bạn nhé. Chúng ta theo dõi một số hán tự này. Chữ điện của N5, đen trong từ đen xạ là tàu điện. Các bạn có biết tại sao lại liên quan đến điện, liên quan đến mưa không? Bởi vì là khi mà mưa nó sẽ xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Hiện tượng phóng điện trong không khí, đó là sét đấy. Chữ tuyết, yuki này, hoặc là setsu trong từ shin setsu có nghĩa là tuyết mới rơi. Chữ chấn,
Furere có nghĩa là run rẩy, hoặc là Jishin là động đất, địa chấn. Chữ nhu trong từ Juyo, Juyo có nghĩa là chữ nhu và chữ yếu có nghĩa là nhu cầu. Chữ xương đúng không nhỉ? Shimo có nghĩa là xương muối. Đây là một bộ quan trọng, lưu ý nha các bạn nha. Tiếp theo chúng ta có bộ 174 là bộ thanh. Bộ thanh có nghĩa là màu xanh. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ thanh, ao, màu xanh của N5 này, hoặc là senen, thanh niên, seishun là thanh xuân. Chữ tĩnh của N3, shizuka là yên tĩnh. Âm ôn sẽ có hai cái đọc là c và jo. Ví dụ trong từ an c là chữ an ghép chữ tĩnh có nghĩa là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Còn đọc là jo, ví dụ trong từ jo me cự là tĩnh mạch. Tiếp theo chúng ta có bộ 175 là bộ phi. Bộ phi này có nghĩa là sai trái. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phi của N3. Chữ này đọc là hi đúng không? Trong từ hi-jo đúng nhỉ? Chữ phi chữ thường có nghĩa là không bình thường. Hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ zehi, chữ thị ghép chữ phi nhá, có nghĩa là nhất định. Chữ tội của N2, sumi, có nghĩa là tội. Hoặc là amoyomi đọc là dai trong từ hanzai chẳng hạn, phạm tội. Tiếp theo bộ 176 là bộ diện. Bộ diện đồng thời là một chữ Hán, có nghĩa là bề mặt. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Tương đối là khó nhớ cái cách viết, các bạn hãy xem lại nhiều lần nha. Hán tự điển hình chúng ta có chữ diện của N3. Cái chữ diện này có nhiều âm cư này, đọc là omo, ví dụ từ omoshiroi là thú vị, hoặc omote là bề mặt này, rồi tsura nữa, âm ghép đọc là men, ví dụ từ tai men đúng không, thể diện, hay là từ men setsu, chữ diện, chữ tiếp có nghĩa là phỏng vấn. Chữ miến của N1 nó ghép bởi bộ mạch đúng nhỉ, bộ mạch là lúa mì ghép với lại chữ diện là chữ miến nhá. Men này trong từ men đươi, miến và chữ loại có nghĩa là các loại sợi, các món ăn dặm sợi đấy, như Việt Nam mình có bún phở vân vân đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 177 là bộ cách. Bộ cách này có nghĩa là da, đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cách của N3, kawa là da, này thông thường là da động vật đã bỏ lông. Hoặc trong từ cai các cự là cải cách đúng không, hoặc kakume là cách mạng, cách mệnh. Chữ ngoa N1, ngoa này không phải điêu ngoa đâu các bạn nhé, ngoa này có nghĩa là cái giày, kutsu, đôi giày của chúng ta đi ấy. Tiếp theo bộ 178 là bộ vi. Bộ này có nghĩa là da, nhưng mà là da thuộc. Da thuộc nghĩa là da người ta da công, người ta đã luộc với nước sôi đúng không, ở nhiệt độ cao để nhằm mục đích bảo quản hoặc làm gì đó. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ mười. Hán tự điển hình chúng ta có chữ vĩ của N2. Thực ra chữ vĩ này bộ chính của nó là bộ nhân đứng nhá, không phải là bộ vi này, nhưng mà có cấu thành bởi, cho nên là ở đây có liệt kê thêm để các bạn tham khảo. Vĩ này trong từ edai có nghĩa là vĩ đại, hoặc trong từ idai là vĩ đại luôn. Chữ Hàn N1, đây là căng câu cự, chữ Hàn Quốc đấy. Chữ Hàn ghép với chữ Quốc có nghĩa là nước Hàn Quốc. Tiếp theo bộ 179 là bộ cửu, là rau hẹ. Đây là một chữ Hán và là một bộ thủ khá là ít dùng. Gần như là các bạn không có cái chữ nào trong bộ, trong bảng sử dụng Hán tự dùng như này. Này các bạn tham khảo thêm thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy và nét thứ tám. Nét thứ chín sẽ chốt lại. Như vậy là chúng ta thấy khá giống bộ phi đúng không, nhưng mà có thêm cái nét này nữa, nét cuối cùng ở đây nữa. Hán tự điển hình đây như các bạn thấy chỉ có một chữ, đó là chữ tiêm của N0 nhá. Cái chữ này là chữ cao cấp, chữ rất là khó. Trong từ semetsu
chữ tiêm ghép với chữ diệt có nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn. Cái này các bạn mà xem mấy cái bộ truyện tranh về chiến đấu của Nhật thì các bạn hay gặp, ví dụ như là bộ Kimetsu no Yaiba này, hoặc là bộ Shingeki no Kyojin, bộ gì nhỉ? Đấy, tạm thời nhớ hai bộ đấy, là sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái chương mà xuất hiện cái cụm từ này, có nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch dùng. Tiếp theo chúng ta có bộ cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là bộ âm, bộ 180. Âm này có nghĩa là âm thanh, đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Các Hán tự điển hình chúng ta có chữ âm của N4, ô tô có nghĩa là âm thanh, ông gác cự âm nhạc, hưởng của N2, khi bi cự có nghĩa là vang vọng, âm vang, hoặc là trong từ ê kiều là ảnh hưởng này. Chữ vần của N1, vần này trong tiếng Việt mình là chính là vần điệu hay là đánh vần đấy, đúng không? Ví dụ chúng ta có từ in dit dự là chữ vần và chữ luật, có nghĩa là cái nhịp điệu của thơ hay là của nhạc. Bộ 181 này là bộ hiệt, có nghĩa là đầu. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Thông thường thì các chữ Hán thuộc bộ hiệt sẽ liên quan đến đầu, nhưng mà có một số chữ Hán thì không theo cái quy tắc đó. Ví dụ chúng ta có chữ nhan N4 này, kao là khuôn mặt, hoặc là trong từ yogan là dung nhan. Ngoài chữ nhan thì chúng ta có chữ đầu atama cũng thuộc bộ đầu bộ hiệt này. Chữ thuận N3 jun, ví dụ trong từ jun chồ, đúng nhỉ, có nghĩa là thuận điều, thuận lợi, trôi chảy. Chữ lĩnh hoặc là lãnh của N2, ví dụ trong từ Dioiki chẳng hạn. Dioiki có nghĩa là lĩnh vực. Chữ giáp N1, hô là má. Tiếp theo chúng ta có bộ 182 là bộ phong. Bộ phong có nghĩa là gió. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín. Hán tự điển hình của chữ của bộ phong, chúng ta có chữ phong N5 KZ là gió này, ở trong từ tai phư đúng không? Đài phong có nghĩa là bão. Chữ lam Arashi N1 có nghĩa là bão to, đúng nhỉ? Có thêm cái bộ sơn ở phía trên bộ phong. Tiếp theo, chúng ta có bộ 183 là bộ phi. Bộ phi có nghĩa là bay, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phi N3, thô bự là bay, thô ba sự là thả bay, hoặc là trong từ hikoki là máy bay, hiya cự là nhảy vọt. Chữ phiên bình thường chúng ta hay dùng ở dạng trong ngoặc này, đúng nhỉ? Phiên này trong từ hô gia cự phiên dịch, nhưng mà có cái dạng dị thể nhé, cái dạng khác của cái chữ phiên đấy là ở đây, đúng nhỉ? Đây là một chữ Hán thuộc cấp cao. Tiếp theo chúng ta có bộ 184 là bộ thực. Bộ thực có nghĩa là ăn và đây đồng thời là một chữ Hán. Dạng bên tay trái của chúng ta đây là chữ thực, còn dạng bên tay phải là dạng bộ thủ. Nó khá là giống ở bên này nhưng mà cũng có cái điểm khác khác đúng không? Đây các bạn nhìn thấy số nét, bên này là 9 nét, bên này là 8 nét này. Chúng ta cùng xem cách viết. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Bên này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, như vậy là ít hơn một nét. Kanji điển hình của bộ thực thông thường sẽ liên quan đến việc ăn uống. Ví dụ các bạn thấy chữ ẩm N5 nô mự là uống, hoặc trong từ in shoku là ẩm thực. Quán N4 này, ví dụ trong từ Toshokan là gì nhỉ? Là thư viện. Đấy. Hoặc là chữ tự N3 kau là nuôi. Shi cự cũng là nuôi, chữ tự và chữ dục. Chữ dưỡng Yashinau của N2 là nuôi này.
là trong từ siêu, chữ tự ghép chữ dưỡng nhá, cũng mang nghĩa là nuôi luôn. Có rất là nhiều từ mang nghĩa giống nhau, đặc biệt là càng lên cao thì càng có cái hiện tượng đó xảy ra. Chữ cơ N1 này, đấy, ví dụ các bạn từng nghe từ cơ hàn đấy đúng không, là đói đúng không? Cơ này có nghĩa là đói. Đây là một bộ quan trọng các bạn hãy lưu ý. Tiếp theo chúng ta có bộ 185 là bộ thủ. Bộ thủ có nghĩa là cổ, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Kanji điển hình chúng ta có chữ thủ của N5. Kubi là cái cổ, hoặc là trong từ Shusho là thủ tướng này. Chữ đạo Michi là con đường, hoặc là trong từ Dotoku đạo đức đúng không? Tiếp theo chúng ta có bộ 186 là bộ hương. Bộ hương có nghĩa là thơm và đây đồng thời là một chữ kanji nhá. Chúng ta thấy là nó ghép bởi trên là bộ hòa và dưới là bộ nhật đúng không? Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ hương của N3, kaoru là tỏa hương này. Kaori là mùi hương, hoặc là trong từ cô đúng không nhỉ? Chữ hương trong từ cô điều, chữ hương liệu. Chữ phức của N0, đây là một chữ tương đối khó. Ví dụ chúng ta hay tiếng Việt mình có từ thơm phức đấy, thì phức này chính là tượng trưng cho cái mùi hương rất là đậm nhá. Một Hán tự thuộc cấp cao trên cả N1. Tiếp theo bộ 187 đó là bộ mã. Bộ mã có nghĩa là ngựa. Đây là một chữ Hán. Đấy, chữ Hán này chúng ta đã được học ở chương trình N5 rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Các Hán tự điển hình này. Chữ dịch của N5 Eki là nhà ga. Chữ nghiệm N4 nghiệm trong từ Siken đúng nhỉ, kỳ thi. Còn trong từ Taiken là trải nghiệm. Chữ chú của N3 trong từ Chusajo đúng nhỉ, là bãi gửi xe. Chữ kinh, kinh này trong từ kinh ngạc Kyogaku, hoặc là trong từ Kyoi. Chữ kinh với chữ dị có nghĩa là kỳ diệu. Đấy. Âm Onyomi, âm Kuyomi là Odoroku, có nghĩa là giật mình, ngạc nhiên nhé. Chữ tao của N1, sawagu có nghĩa là ồn ào, rùm beng, lùm xùm lên. Hoặc là trong từ butso, chữ vật ghép với chữ tao có nghĩa là náo động, không an toàn. Tiếp theo chúng ta có bộ 188 là bộ cốt. Bộ cốt có nghĩa là xương. Đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ 9 và nét thứ 10. Thì thông thường các chữ Hán thuộc bộ cốt ấy, nó sẽ liên quan đến xương. Ví dụ chúng ta thấy có chữ cốt của N3 là hone đúng nhỉ, là xương. Hoặc trong từ kosetsu là gãy xương. Chữ tủy của N1 này, tủy dươi này. Tủy này trong tiếng Việt mình trong từ tủy sống đấy, xương tủy đấy. Đấy. Ngoài ra còn có chữ hài, cũng đọc là cũng mang nghĩa tương tự đúng nhỉ, cũng nghĩa là xương hài, trong từ hài cốt, thi hài. Tiếp theo chúng ta có bộ 189 là bộ cao. Bộ cao có nghĩa là cao luôn. Đây là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cao của N5, taka đúng nhỉ? Takai là cao, hoặc là trong từ kokyu cao cấp. Cảo N1 trong từ genko là bản thảo này. Trong từ toko có nghĩa là đăng bài. Tiếp theo bộ 190 là bộ tiêu. Bộ tiêu có nghĩa là tóc dài. Chúng ta cùng quan sát cách viết này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phát của N3, kami là tóc đúng nhỉ, ở trong từ kimpatsu có nghĩa là tóc vàng đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 191 là bộ đấu. Bộ đấu có nghĩa là chiến tranh. Các bạn lưu ý là nhìn nó khá là giống bộ môn, nhưng mà đây không phải bộ môn nhá, đây là bộ đấu, chưa? Nó không phải là hình cái cánh cổng đúng nhỉ, mà nó là ở đây nó hình nó là hai chữ vương. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai này.
nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Thì Hán tự điển hình ấy là một chữ Hán tương đối khó, đó là chữ náo. Trong tiếng Việt mình dùng từ náo nhiệt hoặc là gì ạ? Hoặc náo, náo động vân vân. Đấy, đây là một chữ N không nhé các bạn nhé. Ví dụ từ ghép chúng ta có từ netto là nhiệt, náo nghĩa là náo nhiệt. Tiếp theo chúng ta có bộ 192 là bộ xưởng, có nghĩa là rượu nếp. Một bộ tương đối khó và cũng không được dùng nhiều lắm. Thì thông thường những cái bộ nào mà ít dùng như thế này thì các bạn biết thêm được thì tốt, còn không thì chúng ta chưa biết cũng không sao, bởi vì những cái bộ này thì có rất ít chữ Hán cấu thành. Đấy, kể cả cái bộ đấu ở 191 cũng thế. Chúng ta cùng xem cách viết này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Như vậy viết cái phần ở trong này trước đúng nhỉ? Nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10. Thì trong chữ nào sẽ có bộ này? Đó là chữ uất của chương trình N1 nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy chữ uất này, nó ghép bởi gì đây? Nó ghép bởi mộc đúng không, phữu, xong là mịch bao trùm đúng nhỉ, xong là bộ xưởng này, xong đến bộ sam. Uất trong từ sư biều là chữ uất với lại chữ bệnh, có nghĩa là bệnh trầm cảm. Tiếp theo bộ 193 là bộ cách, có nghĩa là cái cách. Cái cách là một cái dụng cụ đựng gần giống như là cái đỉnh. Đây chúng ta cùng quan sát cách viết nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cách của N2, Hedatery có nghĩa là cách này, hoặc là trong từ Kakuri có nghĩa là cách ly, Kakujitsu là cách nhật. Chữ dung của N1, dung này trong từ dung hợp Yugo, bạn nào mà xem bộ Yu-Gi-Oh ấy, bộ vua trò chơi thì sẽ rất là quen thuộc với lại cái chữ quân bài dung hợp đấy đúng nhỉ. Còn trong từ UC, chữ dung và chữ tư có nghĩa là cho vay, vay vốn này. Tiếp theo bộ 194 là bộ quỷ, có nghĩa là con quỷ. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Các Hán tự liên quan đến bộ quỷ này thông thường sẽ liên quan đến những cái về tâm linh. Ví dụ chúng ta có chữ hồn đúng nhỉ? Đấy, ví dụ chữ quỷ này luôn này, Oni là con quỷ này, hoặc là trong từ Aki đúng không? Aki là ác quỷ. Chữ hồn N1 Tamashi là linh hồn, hoặc trong từ Dekon là linh hồn này. Chữ ma Akuma là ác ma. Đấy, nó sẽ liên quan các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ 195, đó là bộ ngư. Bộ ngư có nghĩa là cá. Đây là một chữ Hán chúng ta quen thuộc từ cấp dưới rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, bắt đầu 11 nét. Ở những cái bộ cuối cùng này sẽ tương đối nhiều nét và cũng khá là khó nhớ. Thông thường thì các chữ Hán thuộc bộ ngư sẽ liên quan đến cá. Chữ đầu tiên chữ ngư N5, Sakana là cá này, các bạn rất là quen thuộc rồi. Chúng ta có từ Kingyo là kim ngư, có nghĩa là cá vàng đấy. Chữ tiên N2 Azayaka có nghĩa là rực rỡ, tươi mới. Hoặc trong từ Joseon đúng nhỉ, là Triều Tiên, nước Triều Tiên nhé. Chữ kình N1, cá kình là cá voi đúng không nhỉ, Gujira này. Hay là lý côi là cá chép. Đây là Hán tự thuộc cấp cao, cấp N0, ngoài bảng thực dụng Hán tự luôn. Tiếp theo chúng ta có bộ 196 là bộ điểu. Bộ điểu có nghĩa là chim. Đây đồng thời là một chữ Hán cũng rất quen thuộc với chúng ta rồi đúng không. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10 và nét thứ 11. Thông thường ấy, các chữ Hán thuộc bộ điểu sẽ liên quan đến chim nhá, các loài chim. Ví dụ đầu tiên chữ điểu N5 Thori là con chim này. Chữ minh N2, đây là trong từ gì đấy, Naru đúng không nhỉ, là kêu đấy, hót đấy. Chữ kê Niwatori là con gà. Hay là chữ bằng Taka là chữ N0, là con chim ưng, chim đại bàng. Tiếp theo chúng ta có bộ 197 là bộ lỗ, có nghĩa là đất mặn. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé,
Và cái chữ này, cái bộ này thì cũng không được dùng nhiều lắm. Cái Hán tự chưa nói, nó cũng không phổ biến. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10 và nét thứ 11. Đấy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ kiềm cấp N0, tức là nó ngoài bảng sử dụng Hán tự rồi. Chữ kiềm này nếu các bạn nhớ ở trong chương trình hóa học của chúng ta ấy, có axit bazơ kiềm đấy, đúng không nhỉ? Kiềm hay bazơ là giống nhau ấy, chất kiềm, thì chữ này là chính là kiềm đấy nhá. Seken là xà phòng đấy. Chữ thạch ghép với chữ kiềm. Tiếp theo bộ 198 là bộ lộc. Bộ lộc có nghĩa là hươu. Đây là một chữ Hán. Và chữ Hán này là chữ Hán N1. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. Đây đọc là si cờ đúng không? Con hươu này. Cả Hán tự điển hình chúng ta có chữ lộc của N1. Lộc này có nghĩa là chân núi, Fumoto. Hoặc là chữ lệ của N1. Lệ này trong khá nhiều từ, ví dụ như từ kỳ đê là kỳ lệ, có nghĩa là đẹp đúng không nhỉ, sạch. Hoặc trong từ tráng lệ này, hoa lệ này, mỹ lệ, vân vân nhá. Có khá là nhiều từ ghép với chữ lệ này. Tiếp theo chúng ta có bộ 199 là bộ mạch. Bộ mạch có nghĩa là lúa mạch. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Kanji điển hình chúng ta có bộ mạch. Đấy. Bộ mạch của N3. À, chữ mạch của N3. Mugi đúng nhỉ? Lúa mạch. Chữ miến của N1 này. Men. Trong từ men đươi có nghĩa là các đồ ăn loại sợi, dạng sợi. Tiếp theo chúng ta có bộ 200. Đó là bộ ma, là cây gai. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư. Nét thứ năm. Nét thứ sáu. Nét thứ bảy. Nét thứ tám. Nét thứ chín. Nét thứ 10. Nét thứ 11. Như vậy là nếu mà phân tích kỹ hơn thì nó sẽ gồm bộ gì nhỉ? Bộ nghiễm đúng không? Và bộ lâm. À, và chữ lâm ghép lại. Hán tự điển hình chúng ta có chữ ma của N1. Đây, chữ này là a sợ, có nghĩa là cây lanh đúng nhỉ? Cây lanh, cây gai. Cây loại loại cây để cho sợi để dệt thành một loại vải đặc biệt đấy, gọi là vải lanh đấy. Hoặc là trong từ ma suy đúng không? Chữ ma này ghép với chữ túy tạo ra từ mang nghĩa là thuốc mê hoặc là gây mê. Các bạn lưu ý là không phải là mang nghĩa là ma túy của tiếng Việt đâu nhá. Nếu mà ma túy phải là chữ ma ghép chữ dược, ma gia cự. Đấy. Hoặc là chữ ma này, đúng nhỉ? Cho thêm bộ thủ ở dưới. Chữ ma thì được chữ ma trong từ ma sát, ma sát. Tiếp theo bộ 201 đó là bộ hoàng. Bộ hoàng này có nghĩa là màu vàng. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. 11 nét. Hán tự điển hình chúng ta có chữ hoàng của N4, ki trong từ kiro là màu vàng này. Màu vàng đây là màu vàng thường đúng nhỉ? Còn màu vàng ánh kim ấy, màu vàng chẳng hạn như màu vàng của kim loại vàng ấy sẽ là kiniro, chữ ngân. À xin lỗi, chữ kim ghép với chữ chữ sắc nhá. Còn đây là chữ hoàng ghép chữ sắc kiro. Và trong từ ogonjidai đúng không? Chữ hoàng với chữ kim. Hoàng kim thời đại có nghĩa là thời hoàng kim, thời vàng son đúng nhỉ? Chữ hoành N3, yoko có nghĩa là bên cạnh. Hoặc là ngang này, hoặc là trong từ odam. Đấy, có nghĩa là băng ngang. Tiếp theo chúng ta có bộ 202 là bộ thử, có nghĩa là lúa mùa. Đấy, đây đồng thời là một chữ Hán các bạn nhé. Tuy nhiên là cái bộ này thì thực ra là chúng ta cũng ít dùng, cũng không dùng nhiều lắm. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, 12 nét. Phân tích nhỏ hơn nó sẽ gồm bộ hòa đúng nhỉ? Bộ nhân và bộ thủy. Hán tự điển hình này thì đều là hai kanji khó. Chữ thử có nghĩa là lúa mùa, kibi. Chữ lê, lê này các bạn lưu ý là không phải quả lê, không phải nasi quả lê đâu, đây lê là họ lê đấy. Bạn nào họ lê thì sẽ là cái chữ này nhé các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 203 là bộ hắc, có nghĩa là đen. Đây là một chữ Hán.
Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. Nếu mà phân tích nhỏ hơn thì nó sẽ gồm bộ Lý ghép với bộ Hỏa, đúng không? Hán tự điển hình chúng tôi có chữ H của N5 trong từ cư đôi là đen, đúng không nhỉ? Trong từ cục cư băng có nghĩa là hắc bảng, đúng nhỉ? Là bảng đen này. Chữ mặc của N1 đà ma rự có nghĩa là im lặng. Hoặc là trong từ chim mốc cự, đấy, có nghĩa là im lặng. Tiếp theo, bộ 204 là bộ chỉ. Bộ chỉ có nghĩa là may áo. Đây đồng thời là một chữ Hán nhá. Tuy nhiên là cái chữ Hán này là chữ cao cấp. Và thậm chí cái bộ này cũng khá ít dùng. Chúng ta biết để mang tính tham khảo thôi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, nét 12. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phủ của N0. Đọc là Aya, là một cái lễ phục của quan lại mặc ngày xưa ấy. Đấy, cái này chúng ta có thể lướt qua. Tiếp theo, bộ 205 là bộ mãnh. Bộ mãnh có nghĩa là ếch nhái. Đấy. Không biết có phải là chữ tượng hình không? Các bạn thấy nó giống hình con ếch con nhái không? Cũng có nét nét đúng nhỉ? Từ việc nó có đuôi. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư. Nét thứ năm. Nét thứ sáu. Nét thứ bảy. Nét thứ tám. Nét thứ chín. Nét thứ 10. Nét 11. Nét 12. Nét 13. Rất là khó viết. Rất là khó nhớ. Nhưng mà những cái này thì ít dùng cho nên mọi người nhớ được thì tốt, còn không thì không sao. Hán tự điển hình chúng ta có chữ miết của N0. Đây là chữ rất là ít dùng. Ở dạng Hán tự người ta hay viết dạng âm, người ta hay viết dưới dạng hiragana hoặc katakana ấy. Đấy, nếu mà đọc ra có thể các bạn biết spom, spom là con 33 đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 206 là bộ đỉnh. Bộ đỉnh có nghĩa là cái đỉnh. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm. Như vậy là năm nét đầu tiên là bộ mục này đúng không nhỉ? Nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, nét 12, nét 13. Đấy, đây là chữ đỉnh có nghĩa là cái đỉnh nhá. Cái đỉnh là một chữ N0, có nghĩa là kanae, là một cái dụng cụ đựng rất là lớn. Các bạn nào xem phim Trung Quốc ngày xưa ấy sẽ thấy cái này. Tiếp theo chúng ta có bộ 207 là bộ cổ, là cái trống. Đây là một chữ Hán nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét 12, nét 13. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cổ luôn. Tsuzumi có nghĩa là cái trống, hoặc là trong từ kodo đúng nhỉ, cổ động. Đấy. Bộ 208 là bộ thử, có nghĩa là con chuột. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, 12, nét 13. Tương đối khó nhớ. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ thử của N0, Nezumi chính là con chuột đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 209 là bộ tị, là cái mũi. Mũi của chúng ta này rất là quen thuộc rồi. Đây là một chữ Hán luôn này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, 11, 12, 13, 14. Ghép bởi bộ tự này, bộ điền này và bộ củng đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, mặc dù khá là nhiều nét, nhưng mà các cái cấu kiện nó đã được học rồi. Hán tự điển hình chúng ta có chữ tị của N3, Hán đúng nhỉ, là mũi này. Tiếp theo bộ 210 là bộ tề. Bộ tề có nghĩa là chỉnh tề. Các bạn lưu ý có hai dạng là dạng bên trái và dạng bên phải. Thì hai dạng này, dạng bên trái là dạng gốc, và nó có tận 14 nét này, dạng ban đầu. Còn dạng bên phải là dạng đã được lược bớt, có 8 nét thôi. Và bây giờ người ta chủ yếu người ta dùng cái dạng bên tay phải này nhiều hơn nhé. Dạng bên trái ít khi dùng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, 12, 13, 14.
Bên này thì các bạn cần phải nhớ nhá, bởi vì người ta hay dùng này, nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám. Chúng ta có này, chữ tề đúng không nhỉ? Chữ tề trong từ isenic có nghĩa là đồng loạt, đồng thời, cùng diễn ra một cái việc gì đó. Chữ chai của N1, ví trong từ shosai đúng không? Shosai là chữ thư và chữ chai có nghĩa là nhà sách, phòng sách. Các bạn nào mà đã từng nghe cái từ gọi là liêu chai chí dị chưa? Thì chữ chai thì chính là chai này nhá. Đấy. Tiếp theo, bộ 211 là bộ sỉ, có nghĩa là răng. Đây đồng thời là một chữ Hán cũng khá là quen thuộc của chúng ta rồi đúng không? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, nét 12. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sỉ của N4, ha là răng này. Đấy. Chữ linh của N2 trong từ nên đê, có nghĩa là tuổi ấy. Cô đê có nghĩa là cao tuổi. Tiếp theo chúng ta có bộ 212 là bộ long. Bộ long có nghĩa là rồng. Có hai dạng này. Đây là một chữ Hán nhé. Ở dạng bên tay phải, ở dạng bên tay trái của chúng ta ấy, đây là chữ long phồn thể. Còn dạng bên tay phải đúng nhỉ? Dạng bên tay trái là phồn thể, dạng bên tay phải là giản thể. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét 12, nét thứ 13, 14, 15, 16. Đây, lên tận 16 nét rồi. Bên này thì chỉ có 10 nét thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Thì Hán tự điển hình ấy, chúng ta có chữ lang của N2, taki nghĩa là thác nước, thì người ta lại ghép bộ thủy và cái chữ long giản thể đúng không? Còn chữ lung của N0 này, đây chính là từ cargo có nghĩa là cái lồng đấy, cái lồng hoặc là cái rổ, hoặc là trong động từ cố mô đự có nghĩa là trốn chui trốn lủi đúng không nhỉ? Ra mình ở đâu đó thì dùng cái từ này. Đấy, người ta lại dùng cái chữ phồn thể. Tiếp theo, bộ 213 là bộ quy. Bộ quy có nghĩa là rùa. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Có hai dạng ở bên tay trái và bên tay phải. Bên tay trái là dạng phồn thể, bên tay phải là dạng giản thể đi một chút. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, nét thứ 13, nét thứ 14, 15, 16, đấy 16 nét. Còn bên này chúng ta thấy là có 11 nét và cái cách viết nó sẽ dễ nhớ hơn đúng không nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này và 11. Đấy. Thì ở dạng bên tay phải này được dùng nhiều hơn các bạn nhé. Thì chúng ta có chữ quy đúng nhỉ? Kame là con rùa đúng nhỉ? Và trong từ kiretsu có nghĩa là cái vết nứt. Tiếp theo chúng ta có bộ cuối cùng, bộ 214 là bộ dược, có nghĩa là sáo ba lỗ. Cái này học để biết thêm thôi, thực ra là chưa giờ thấy người ta dùng cái chữ Hán nào chứa cái bộ này ở trong cái phần Hán tự thường dụng. Đấy. Đây là một chữ Hán luôn này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, nét thứ 13, nét thứ 14, nét thứ 15, 16, 17. Đấy. Tận 17 nét nhưng mà cũng tương đối là dễ nhớ, bởi vì sao? Bởi vì là nó cấu thành từ những cái bộ chúng ta biết rồi đúng không? Đây, như chúng ta thấy đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ nhân đúng không nhỉ? Nhân trong nhất này, trong ba khẩu này và chữ sách đấy. Về Hán tự thì chúng ta có chữ hòa của N0 nhá. Cái chữ này chính là cái dạng viết phức tạp của chữ hòa trong từ hòa bình, mà người ta biến tất cả cái phần bên tay trái này thành bộ khẩu đấy. Còn dạng phức tạp nó sẽ như thế này. Chúng ta cũng không cần, bạn nào mà muốn biết thêm thì nhớ thôi, còn lại thực ra cũng không cần thiết lắm. Đó thì đó là toàn bộ 214 bộ thủ của chúng ta. Thế nhưng mà bài học vẫn chưa kết thúc.
bởi vì đây là 214 bộ thủ thường dụng. Ngoài ra thì còn có một số dạng khác, nó không được xếp vào 214 bộ thủ, nhưng mà bởi vì nó cấu thành nên khá nhiều chữ Hán cho nên người ta đã coi nó là như như là các bộ thủ mới. Thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một vài bộ thủ mới nhá. Các bạn quan sát này, chúng ta có bộ, cái này thì nó không có tên, nó không có tên như là những bộ kia, thì đây sẽ đặt tên theo cái hình dáng của nó nhá. Từ đây mọi người thấy là ba nét như này giống chữ chữ chư đúng không, thì chúng ta có thể gọi là bộ chư. À, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, thì các bạn thấy là có khá là nhiều cái chữ Hán nó giống như thế đúng nhỉ, nó tạo bởi cái này đấy. Khi mà thấy cái phần này thì chả ai biết đây là cái bộ thủ gì cả, thì từ cái thực tế đó nó phát sinh ra các cái bộ thủ mới. Đây, chữ học mà na bự này, hoặc là ga cự đúng không, ga cự siêu là học tập, chữ giác Samê-ru này, hoặc là Sa-ma-su, các cự đúng không? Các loại giác quan ấy sẽ dùng chữ giác này nhá. Ví dụ si các cự là thị giác, mi các cự là vị giác. Chữ lao của N3, rô-đô là lao động. Chữ vinh của N2, ê-cô, vinh quang đúng nhỉ? Chữ dự của N1 này, đấy. Ví dụ như là danh dự đúng không? Là mê-yô, hay là vinh dự sẽ là ê-yô. Tiếp theo chúng ta có bộ này. Đây, bộ này thì không biết gọi là gì đây. Bộ này có thể gọi là cái bộ nắp đúng nhỉ, nắp tiền, hoặc là có thể bộ này nó rất là giống cái bộ tường. Đấy, các bạn có nhớ bộ tường không? Bộ tường trong từ tựa, trong từ tương lai ấy. Đấy. Nhưng mà nó gì nhỉ? Nó cho nằm ngang chứ không phải là cho dựng đứng lên, này gọi là bộ tường ngang nhá. Cho dễ nhớ, bộ tường ngang này có ba nét, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba. Thì một số Hán tự điển hình chứa cái bộ này, chúng ta có chữ tiền của N5, mày cái phần trên cùng này này, hoặc là gen trong từ go gen đúng nhỉ, là buổi sáng. Chữ mỹ của N4, utsukushi là đẹp này, hoặc trong từ bi, trong từ bijutsu có nghĩa là mỹ thuật. Chữ tịnh của N3, nadabu xếp hàng, hoặc là heiko đúng không nhỉ. Chữ tịnh và chữ hành có nghĩa là song song. Chữ x của N2 trong từ Dieki có nghĩa là lợi ích, lợi nhuận. Chữ cương có nghĩa là đồi. Mấy cái tỉnh của Nhật ấy thì sẽ có nhiều tỉnh có chứa cái chữ này nhá. Này chính là đọc là Okayama chẳng hạn, hay là Fukuoka. Tiếp theo chúng ta có bộ dòng chữ cư đúng không, gọi là bộ cư này. Hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Có một số chữ Hán chứa cái bộ này, đó là chữ ngư của N5 nãy vừa nói xong đúng không, chữ giác của N4, ca độ là góc, hoặc là tsuno là cái sừng, hoặc là trong từ si các cự là tứ giác. Chữ nguy abunai là nguy hiểm, hoặc là trong từ kiken là nguy hiểm này. Chữ tịnh jo trong từ jo cả là tịnh hóa, là làm sạch. Hãm uchiru có nghĩa là rơi vào, lâm vào, hoặc trong từ kịch cần khuyết hãm có nghĩa là bị hỏng hóc. Tiếp theo chúng ta có bộ mê, đây giống chữ mê đúng không các bạn, một này, hai này. Đấy, chúng ta có một số chữ Hán cấu thành từ cái này nhá. Ví dụ chữ khí N5 đúng không, khí trong từ cư ki là không khí này. Chữ khu của N4, ví dụ trong từ cư iki khu vực này. Chữ hi của N3, mà đê là âm cơn có nghĩa là hiếm, hoặc là trong từ kibo hy vọng. Chữ não này yamu có nghĩa là trăn trở, phiền não, hoặc trong từ bono đúng nhỉ, phiền não này. Chữ hung của N1, ví dụ trong từ kyo ác cự là hung ác, hay là kyo ki là hung khí. Tiếp theo này giống chữ ma đúng nhỉ, chúng ta gọi là bộ ma nhé. Bộ ma này, nét thứ nhất và nét thứ hai, có trong các chữ Hán như là chữ dự đấy, arakajime N4, hoặc trong từ yote dự định. Chữ lệnh, ví dụ mê đê mệnh lệnh này. Chữ dũng, isamashi dũng mãnh, hoặc trong từ yuki dũng khí. Mâu hô cô là cái giáo, ngọn giáo, hoặc là trong từ mưu là mâu thuẫn. Và bộ cuối cùng đúng nhỉ, là bộ này gọi là bộ đầu của chữ nghiệp nhá. Bộ đầu nghiệp này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Đấy, năm nét. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ nghiệp của N4, qua giờ, hoặc là trong từ xịt dư gyo thất nghiệp, giang gyo là làm thêm, tàn nghiệp. Chữ phổ của N3 trong từ futsu là phổ thông, thông thường. Chữ thấp shimeru là ẩm này, hoặc là trong từ xịt dư độ là độ ẩm. Chữ linh, linh này trong từ linh hồn, đê côm đấy, hoặc trong từ yu đê là chữ u, chữ linh có nghĩa là ma, hồn ma.
chữ hư ư xô là nói dối, dối trá. Đấy, đấy là một số cái bộ mà gì nhỉ, tham khảo thêm, bổ sung thêm vào 214 bộ thủ, bởi vì nó cấu thành nên nhiều chữ Hán nhé. Ngoài ra thì vẫn còn một số nhỏ các cái cấu kiện khác nữa, nhưng mà bởi vì nó không nhiều cho nên là ở đây không có đề cập, thì các bạn hãy lưu ý thêm. Thì đó là cái chuỗi video 214 bộ thủ của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn cố gắng là xem kỹ các video và tập viết cũng như là tập phân tích các chữ Hán ra bộ thủ để có thể nhớ được chữ Hán một cách nhanh nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới của phần chữ Hán.